Nói thật ra là tới thời điểm này á, thì người ta làm single sale á, thì cũng chỉ có là cái Anesic thôi. Chứ còn mà cái single sale cho cái DNA cũng có, hoặc là mấy kia cũng có, nhưng mà nó không có thành một cái giống như là làm commercial line được. Nó trên lý thuyết, á, trên bài báo á, chỉ có mấy cái lab thì làm được thôi, chứ không phải lab nào cũng làm được. Chắc tôi nghĩ là sắp tới khoảng chừng 3 năm sau, đầu năm sau là có cái sản phẩm ở Garvin á, sẽ có cái sản phẩm về cái single cell cho cái DNA với á. Rồi, mọi người thấy màn hình của tôi chưa? Dạ rồi ạ. Dạ rồi thầy. Rồi, tôi lấy cái bài giảng này, tôi với lại Xuân đọc hai ba cái workshop rồi cuốn sách đồ á, thì thấy cái này là nó tương đối là cụ thể đó, mà nó nhiều cái background quá. Nói thật là cái này phải làm live prep thì mới hiểu hết được. Bản thân tôi cũng không hiểu hết được, bởi vì là tôi không có làm cái web lab á, bởi có mấy chỗ nào mà tôi không biết thì có gì nhờ Ngữ hoặc là nhờ Hiệp, đúng không? Ai đã từng làm web lab á thì sẽ giúp tôi ha. Chứ bản thân tôi không có làm web lab, mọi người cũng biết rồi. Trong cái phần live prep á, nó nhỏ 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 mấy cái bước đó, nó thêm cái này gắn adapter, gắn cái kia vô mà mình không hiểu mục đích nó là cái gì. Tại vì mình không có biết cái nguyên tắc người ta làm web lab. Mà với lại ở đây mọi người sẽ thấy được là nó có nhiều cách làm đó mọi người, chứ không phải có một cách. Nó không có phải với mình sách giáo khoa đó, nó mới mà đó, có nghĩa là người này thêm cái này, người kia thêm cái kia, làm sao cho nó tốt nhất thôi, chứ chưa có phải là một cái protocol mà được thống nhất hết đó. Một lát mọi người sẽ thấy được ha. Thì đây cái bài này người ta sẽ hỏi là cái câu hỏi đầu tiên là tại sao mình phải cần làm cái single cell để làm gì, đúng không? Mình đã làm cái bân analysis rồi, là mấy tuần trước mình học đó, có nghĩa là thí dụ như bây giờ mình lấy cái sinh thiết, đúng không? Thí dụ sinh thiết của ung thư tuyến tiền liệt hoặc là ung thư vú hoặc là ung thư não, mình lấy nó ra thì mình đi giải analysis là được rồi. Chứ bây giờ là mình phải cần, tại sao mình lại cần từng cái cell nhỏ trong chổng làm gì? Thì cái phần này thì tôi sẽ nhờ Hiệp với Hạnh giúp tôi ha. Tại cái này là hai 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 bác sĩ về giải phẫu học sẽ rất chuyên môn, đúng không? Tôi nói ở đây mắc công múa rìu qua mắc thợ. À, một lát thì Hiệp với Hành sẽ giúp tôi nói phần này. Rồi, tại sao mình phải sequencing cái transcriptome, đúng không? Của cái analysis, của cái single cell để làm gì? Đó. Thì ở trên là mình nói là tại sao mình cần single cell, và thứ hai là cái thứ hai là mình tại sao mình cần cái analysis của single cell, chứ không phải là DNA-seq hay là ATAC-seq hay là cái 2C vân vân, đúng không? Đó. Rồi, làm sao để mình progress cái làm sao để mình processing cái single cell analysis này. Thì bữa nay tôi sẽ nói tới cái phần là làm cái QC ha, cho cái single cell analysis này trước, rồi xong xuôi rồi mình mới nói tới, có nghĩa tôi sẽ cho overview cái pipeline mà người ta thường sử dụng nhất. Và sau khi tôi nói xong á, thì Xuân sẽ giúp tôi trình bày cái bài tập á, các bạn phải làm gì. Tại vì á, nếu mà mình không làm á, mình sẽ không hiểu được đâu mọi người. Đó, cái này nó rắc rối hơn so với làm cái bung analysis hoặc là làm cái DNA-seq mấy cái kia á, tại nó đơn giản hơn, nó không có nhiều cái thêm thắt vào á. Đó, bởi vậy là mình phải làm ha. Đó, bởi vì Xuân sẽ giới thiệu bài tập rồi xong các bạn có data, down data về các bạn làm ha. Rồi. Thì bây giờ mình đi vô cái đầu tiên là tại sao mình phải cần cái data về cái single cell, data để nói chung, đúng không? Không phải chỉ có analysis, mà mình muốn, tại sao mình phải đo, muốn đo lường, muốn profile cái data của mình tới cái resolution là của từng cái cell, chứ không phải là của một đống cái cell ha. Thì đây mọi người nhìn vô đây nè, đó, ở đây thì phải nhờ bác sĩ giải phẫu học, đúng không? Đó, để nói, nhưng mà tôi chưa có phân tích bốn cái hình này, đúng không? Một lát sẽ nhờ Hạnh làm hai hình, rồi nhờ Hiệp làm hai hình ha. Tôi đây tôi chỉ nói một chuyện rất là đơn giản là cái bình thường, cái analysis bình thường của mình á, có nghĩa là mình làm cái bân, cái chữ bân bân analysis là làm, không biết dịch cho tiếng Việt làm sao nhỉ?
có ai có ý kiến không? Bân Anh Isaac là mấy bữa trước mình học rồi đó, 5 Nó tuần liên tục mình học á. giống, nó giống như là khối á thầy, khối ấy. Em chỉ biết Ừ. cái nghề booking là nó sẽ giảm thể tích u đi á, nó là giống như một cái dạng là khối ấy. Ừ. Thì mình hiểu nó là vậy đó, mình không biết dịch làm sao, có nghĩa là mình lấy nguyên cục về ở trong chổng, nó sẽ có, mọi người cũng biết rồi đúng không, mình lấy nguyên cái đống biopsy ra đúng không, thì cái nguyên cái đống cell đó, nguyên cái tissue đó, thì trong chổng nó sẽ có gì, nó sẽ có máu dính trong chổng thôi nè đúng không, đó nó sẽ có T cell, nó có B cell, rồi trong chổng thì có một cái thời điểm khác nhau của cái cell nữa đúng không, mình đâu có phải phân lập tương tự, đâu phải là cell nó ở cùng một thời điểm đâu đúng không, đó nó có đủ thứ hết. Thì đây là thường á, mình lấy ra một cái cục như vậy thì nó sẽ có rất nhiều cái cell thai ở trong chổng đó, và không thể nào mà mình tách nó ra được bằng mắt thường của mình đó, mình ngoài mình gấp nó ra đó, mình gấp từng cell ra, ừ mình thấy ừ cell này nó là cái fibroblast nè, mình gấp nó ra, mình gấp nó ra làm sao mình đâu có được làm được đúng không đó. Thì đây thì Hạnh, em giúp tôi nói hai cái hình này được không, rồi Hiệp giúp tôi nói hai cái hình này được không. À, dạ được ạ. Ừ, Ô, nhưng mà nó cần cái nói gì thầy? Nói gì gì thì em nói cái ý chính ạ? là ở trong đây thì nó sẽ là một cái đống này, nó sẽ gồm có những cái cell gì đúng không, đó là thuộc cái gì, em nhìn đây thì em biết được đó, ở đây nó có chú thích nè. Ừ. Dạ, cái phần cái hình đầu tiên ấy nó là một cái lát cắt qua cái hõm tràng, hõm tràng đúng là cái hõm tràng, cho nên là hõm tràng. Thì cái này nó là một cái hình mà nó cắt ngang, lát cắt ngang, và trên cái ruột non Nội á, là chuột nó non, hõm tràng ngoài hiểu. cái này nó là hõm tràng mà Thì gọi luôn là jejunum. chuột non thôi. Ruột non. Thì mỗi một cái này nó có hai cái khoanh ở phía trên đầu ấy, thì nó là gọi là một cái nhú, cái nếp van của ruột ấy. Thì trong mỗi một cái nếp van này nó sẽ có những cái nhú nhỏ, cái này nó ấy quá nhỉ, nó làm hơi hơi nhỏ quá, vật kính nó hơi nhỏ. Thì cái thành phần của tế bào này nó có cái tế bào biểu mô phủ ấy. Thì ở đây ấy, ví dụ như là cái lớp niêm mạc đầu tiên của nó ha, thì là nó sẽ có cái lớp biểu mô phủ đầu tiên ấy. Thì trong cái biểu mô phủ nó có hai loại tế bào, một loại là cái loại tế bào Hay là người ta vậy gọi nè, là em tế biết bào để tôi gỡ dạ. cho em cái file này, sau em share em chỉ vô để mọi người mới thấy được, tại vì bản thân tôi cái này á tôi cũng muốn học hỏi nữa, bởi vậy ha vậy sẽ dễ dạ hơn được không dạ đó, dạ dạ chứ được không dạ á được thì sẽ nói sẽ không có người chỉ vô á, sẽ rất là Này. khó, mà cái file này nó cũng nhẹ thôi chứ nó không có nặng nữa. Dạ vâng ạ. Thì mọi người thấy đó, phải có chuyên môn thì mới dám nói, chứ nếu không á nói không đúng sai sự thật nữa, mất công là không chính xác. Rồi, tôi gửi rồi đó em. Ừ. Hiệp, em cũng download về luôn đi Hiệp ha, rồi em lấy anh chỉ hai cái hình sau, để Hạnh chỉ hai cái hình trước. Ngồi sơ bào vậy. Cái hình của thầy à đây cái bài này thì thôi để em lấy một cái hình trên mạng nhìn nó dễ hơn ạ. Hệ bài này luôn đi chứ, vì nó liên quan Không, tại nên vì như được cái hình của thầy bé xíu à. Cái hình của thầy bé không bé mở cả hai luôn. xíu nhưng Đây mà không nói. không, anh chỉ mở cái histology guide của cái lam ảo ấy chị. Không, cái này nó là trong cái laptop của chị. Bây giờ laptop lâu lâu không xài á. Không. Ui lâu mở cái đấy.
Đây đang đang cùng mở thử bài của thầy. Ơ sao nó lại không được? Thì cái hình nhỏ của thầy trước thì em cứ share cái này, em chỉ cho mọi người trên cái này có được không ạ? Cái hình đầu tiên á, nó Được, cùng cùng được cái cấu em, trúc như được nhau em, cơ, được em. mà cái này nó dễ hơn. Mình muốn nói cái ý là giống như thí dụ như mỗi một cái mình lấy một cục vậy thì nó sẽ bao gồm nhiều cái loại cell khác nhau á, thì em có thể chỉ cho mọi người thấy được là ở đâu là nó thuộc loại cell nào, đúng không? Đó, để cho mọi người thấy được vậy là ok rồi. Ừ. À, đầu tiên là cái hình cái ruột non ấy, thì giữ đây là cái lớp cơ của nó này. Nó có bốn lớp tất cả, thì cái lớp ngoài cùng của nó đây là cái lớp biểu mô thanh mạc, nó sẽ bám vào đây. Sau đó phía dưới này nó là cái lớp cơ, thì mình thấy cái sợi, cái tế bào màu nó hình thoi, nó đen đen dài dài, dài như này này, thì nó chính là những cái tế bào cơ trơn của thành ruột. Ở đây nó cũng có tế bào và nó là qua à, cái chạy vòng quanh cắt ngay, cầm cái ruột cho mình thái giống như mình thái cái lòng mình ăn vậy á, thì cái này nó chính là những cái sợi vòng, sợi cơ lớp vòng, nó nhân của nó chạy, nó sẽ cắt dọc cái bào cơ ấy, nhưng mà nó cắt gọi là những tế bào cơ nó chạy theo hình vòng, thì mình sẽ thấy được nó ở cái dạng mà dài như này là hình thoi. Thế còn nếu mà mình cắt ngang qua, đây là những cái tế bào mà bám dọc, bào cơ nó bám chạy dọc theo cái đoạn ruột của mình ấy, thì nó cắt thì mình chỉ nhìn thấy một cái vòng tròn như này, cái vấn là màu đen. Thì đây với đây nó đều là thuộc về lớp cơ của thành ruột. Cái thứ hai là bây giờ đây là cái lớp biểu mô của nó, thì nó cái lớp đệm phía dưới nó chạy lên phía trên này, sau đó nó được phủ bởi một cái lớp tế bào biểu mô như này, thì cái này nó gọi là một cái cấu trúc lông lông nhung hay là villi đấy, hay là còn gọi là tiếng Việt mình hay gọi là nhú. Thì cái phần mỗi một cái nhú nó như này, cái hệ ruột non nó sẽ có gồm rất nhiều nhú như này, thì mỗi một cái nhú như này ấy, nó sẽ bao gồm cái trục lõi liên kết là lamina propria, có nghĩa là mô đệm, mô liên kết. Thì cái phần này, trong cái phần trục này nó sẽ có mạch máu này, nó sẽ có những cái tế bào viêm, một số các tế bào viêm, rồi nguyên bào xơ vân vân đó. Thế còn phủ bên ngoài cái này, phủ bên ngoài cái lõi mạch này, nó sẽ là một cái lớp biểu mô. Thì cái biểu mô của thành ruột ấy, lại thành phần tế bào của nó thì khá là đa dạng, tuy nhiên là hai thành phần tế bào chính của nó là mình nhìn thấy những cái tế bào hốc sáng như này này, hốc sáng và nó hơi béo, nó phùng ra hai bên, nó giống như là cái ly uống rượu của mình á, cái ly uống. Thì người ta chính vì thế nên người ta mới gọi là cái tế bào hình đài, và trong cái này nó là nó chứa cái chất nhầy, khi mà chứa chất nhầy cho nên là khi mà mình làm cái tiêu bản mô học á, mà là nhuộm HE thông thường, cái này nó cái chất nhầy đây nó bị giống như là nó bị tiêu đi ấy, thì mình sẽ để nó sẽ để lại cái khoảng trắng. Thế còn ở xung quanh này là những cái tế bào đậm đậm này, thì nếu mà mình phóng to lên ấy, thì nó sẽ phía trên bề mặt này nó sẽ có những cái sợi người ta gọi là cái vi lông mao, tí nữa em sẽ show một cái hình. Thì cái này ấy, những cái tế bào còn lại thì nó sẽ là phần lớn của nó sẽ là tế bào hấp thu, tại vì cái chức năng của cái ruột non ấy, đặc biệt là cái đoạn đầu ấy, thì ngoài cái việc là nó nhận những cái nó sẽ là nơi tiêu hóa cái ví dụ như thức ăn của mình, nó từ dạ từ thực quản, cái thực quản thì nó giống như một cái ống dẫn thức ăn thôi, và khi thức ăn từ thực quản xuống này, xuống đến dạ dày của mình nó sẽ co bóp, nó chứa chủ yếu là nó tiêu hóa một phần thức ăn và nó co bóp để nó nghiền nhuyễn thức ăn. Thì sau khi mà được dạ dày nghiền nhuyễn ra rồi, thì cái thức ăn đó nó sẽ chuyển xuống cái ruột non của mình. Thì nhiệm vụ của thằng ruột non là gì? Tiếp tục tiêu hóa cái thức ăn đó và làm nhiệm vụ hấp thu dinh dưỡng nữa. Thì cái tiêu hóa thì cái phần những cái tế bào hấp thu như thế này này, ở đây ấy, là nó chính là những cái thằng có tác dụng để hấp thu dinh dưỡng đó. Thì những cái thành này, những cái thành phần tế bào này thì đấy, như em nói là nó chỉ có tế bào hấp thu và tế bào hình đài chế nhầy thôi. Thì hai cái này em sẽ phóng to nó lên. À, để mọi người nhìn ha. Không có cái vật, không có cái nào to hơn nữa không? Máy của chị có mở cái em gửi đấy, À, chị chưa nhìn thấy á. thì vào Cái cái gì phần đó? chat ấy. Em ok. Sau này mở rồi cái đấy mở cái vật kính lớn xem cái lam ảo ấy. Ok. Không biết có mở nổi không? À, ngon đấy. Được đấy. Quá đẹp. Xời, ngon đấy. À, từ từ, nó hơi chậm ha. Ủa, cái hình này đẹp dữ vậy. Nó nhuộm cái gì đấy? E chứ còn gì nữa.
Không, ý là tại sao cái chất nhầy của nó làm nó giữ được đến mức này ấy? Có phải mô tươi không? À, dạ, thôi, lại nói hơi nhiều. Tức là những cái tế bào hình đài chế nhầy đây ạ, thì thầy với các bạn có thể thấy cái vùng, cái biên, cái hình thái tế bào này nó phình ra này. Nó phình ra nó giống như cái cốc uống rượu ấy. Đấy, thế còn đây là nhân của nó này. Nhân, cái tế bào hấp thu, mọi người có nhìn thấy những cái nhỏ xíu ở trên đỉnh tế bào này không? Chắc là chỉ có dân giải phẫu bệnh mới nhìn được nhỉ? Đây là những cái nhỏ xíu như này, nó là những cái vi lông nhung này. Đó, vi nhung bao, và cái này nó có tác dụng là tăng cái diện tích hấp thu lên. Nói chung là cái ruột của mình nó hay lắm, cơ thể mình nó rất là hay, nó có đủ mọi hình thái để nó đáp ứng được cái chức năng một cách tối đa nhất, tối ưu nhất luôn. Thì đấy là cái tế bào hấp thu và tế bào hình đài chế nhầy, đấy là cái thành phần tế bào chính. Ngoài ra thì ở ruột non nó còn thêm một cái loại tế bào nữa. Đây, cái này rất hay. Cái tế bào này nó có những cái hạt màu đỏ đỏ này. Hơi chậm. Đây, cái tế bào nó có báo tương nó chứa những hạt đỏ đỏ này, người ta gọi là tế bào Paneth. Thế thì ngoài ra thì theo như cái lý thuyết mới là cái vùng đáy của cái tuyến như thế này ấy, thì thường nó sẽ có những cái tế bào người ta gọi là tế bào gốc, tế bào gốc của biểu mô ruột. Nhưng mà trên này thì bọn em chịu, bọn em không thể biết được là nó có phải tế bào nào là tế bào gốc. Nhìn nó giống nhau hết à? Nếu mà muốn phát hiện ra cái tế bào đấy thì bọn em phải dùng hóa môn miễn dịch. Mà thực ra cái này hiện tại thì trong giải phẫu bệnh là chưa có phổ biến. Đó. Thì ngoài ra còn cái mô đệm của nó thì đây có rất nhiều này, tế bào viêm. Có rất nhiều cái tế bào viêm ở đây. Và có đầu tiên xem không có nào nhìn mạch máu rất là đẹp đẹp tí cái coi. Thôi lướt qua qua không cần kỹ thế đâu. Không, nhưng mà ở đây muốn nói tóm lại thí dụ đúng như rồi. Mình thấy một cục chính ở chỗ nào trong cái này đó rồi. Thì nó sẽ có bao gồm rất là nhiều cái cell khác nhau nha mọi người. Đó, muốn tóm lại một cái gì đó. Chứ không phải như là mình nói là lấy tế bào ruột là nó ra chỉ có tế bào ruột không, không có. Đó, mọi người thấy không, là trong đây nó có stem cell, nãy Hạnh cũng nói đúng không, có stem cell, rồi có nhiều loại cái cell khác nhau nữa. Đúng không? Đó, chỉ muốn nói lên cái ý đó như vậy thôi. Có nghĩa là, thí dụ như mình muốn coi mọi người cũng biết, thí dụ như nghiên cứu ung thư đúng không? Thì thường là phải có cái stem cell cancer trước. Đó thì nó mới tạo thành cái clonal, nó phát triển lên thành cái tumor. Đúng không? Thì bây giờ mình muốn thử tìm hiểu coi là cái stem cell nó có chức năng gì mà mình diệt hoài nó không chết, nó chỉ chết tumor thôi. Đó, nó có còn cái stem cell của cái cancer nó không có chết. Đó vậy đó. Thì mình muốn phân lập ra thì phải làm sao, mình đâu có làm được. Nếu mà mình sử dụng cái bơm anisic. Đúng không? Đó, bởi vậy là mình phải sử dụng cái resolution của mình, nó phải vô trong tới single cell thì mình mới thấy được cái từng cái loại của nó ha. Rồi. Mọi người thấy được không? Hiểu hết tại vì đúng không? Tại vì đây mình background mình khác nhau, bởi vậy là phải nhờ mấy bạn mà chuyên về cái này để nói cho mọi người hiểu ha. Nó là vậy đó, chứ có nhiều người hỏi chứ thì bây giờ nó đã thành sinh tố rồi thì uống sinh tố đi, chứ mắc mới thì phải tách ra lại thành dâu, cam, bưởi, táo để làm gì, đúng không đó. Nhưng mà giờ mình muốn tìm hiểu về dâu, đúng không, bạn giờ nó có cam, bưởi, táo, dông chẩm rồi thì sinh tố mà mình đâu có hiểu được, đúng không. Mình muốn hiểu cơ chế thì mình phải tách nó ra lại thành cái từng cái single cell thì mình mới thấy được. Đó là cái ý của cái single cell để làm vậy. Rồi, cảm ơn Hạnh. Rồi Hiệp, em nói hai cái hình kia đi em. Em mở macro em lên đi. Quên bật mic. Em lấy cái hình ở trên protein atlas. Cái phổi, cái hình kia nó liên quan đến cái phổi với lưỡi. Thì em sâu ở đây, ví dụ như đây là cái mô phổi thì hình kia người ta chỉ chụp một cái là cái phế quản. Nhưng mà thực ra bình thường mình sinh là cell lấy từ mô phổi chẳng hạn thì nó có rất là nhiều thành phần, cũng có phế quản và phế nang, ví dụ như cái phế quản đây chẳng hạn. Thì nếu mà zoom lên thì mình sẽ thấy được cái lớp biểu mô, cái ống, cái này là phế quản đây. Thì nó có cái lớp biểu mô đây. Biểu mô và lớp cơ. Ngoài ra nó có rất nhiều phần sơ nữa, ví dụ đây là một loạt tế bào sơ và phế nạng. Mà cái phế quản lớn thì nó sẽ có cái sụn, ví dụ cái hình lúc nãy là nó có cái sụn.
tìm xem cấu nào có sự nhiều. Đây đây đây. Ví dụ lúc nãy mình thấy cái này là biểu nô gọi là biểu mô hô hấp, là nó có cái trụ giả tầng, nó có cái lông, lông chuyển đấy. Thế vào hình trụ, đây là phần biểu mô. Ngoài ra dưới biểu mô mà mình thấy thì cơ ở đây và mô sơ. Ngoài ra thì là mô sụn ở đây, mô sụn phế quản. Thì giả sử như là nó ngay cả một cái phần rất là nhỏ này thì nó chứa rất là nhiều thành phần. Nếu như mình mà giải trình tự là toàn bộ khối ấy thì nó sẽ lẫn lộn với tế bào biểu mô này, tế bào sơ này, tế bào cơ này, tế bào sụn này, và thậm chí là tế bào viêm các loại. Đây chẳng hạn thì bình thường nó không có viêm, thì trong cái mô bình thường nó ít viêm, nhưng đây là những ví dụ tế bào lympho hoặc là đại thực bào. Thì trong cái lấy mình lấy toàn bộ khối thì nó sẽ chứa của RNA toàn bộ tất cả tế bào này chẳng hạn. Thì nếu như là các cái khối u chẳng hạn ấy, và thành phần nó tế bào u nó ít thì nó sẽ bị nhiễu cái signal, nó bị nhiễu bởi các tế bào viêm và các tế bào bình thường khác chẳng hạn. Thì cái việc đấy thì không thể giải quyết được bằng bằng RNA seq, mà phải giải quyết được bằng single cell RNA. Thì khi mà single cell thì mình tách được từng tế bào này ra, tế bào biểu mô ra riêng, viêm ra, sơ ra riêng, hoặc là tế bào cơ thì mình thấy dựa tách riêng từng tế bào một, sau đấy mình thấy dựa vào cái marker đã biết mình để phân tách ra các tế bào thì mình sẽ chi tiết và chính xác được hơn. Tương tự như cái đấy thì ở phần bên lưỡi cũng thế. Cái lưỡi thì đây là cái phần biểu mô này, là biểu mô vảy. Từ đây đến đây, với những phần từ đây đến đây là cái lớp biểu mô vảy. Biểu mô vảy gọi là thành, nó có nhiều hàng tế bào hình đa diện, nó xếp nhau hình giống như kiểu mà mái ngói lập nhà ấy. Thế nên là người là vảy. Hoặc là từ dưới xuống này thì mình sẽ thấy được các cái lớp cơ, và cũng có các tuyến ở dưới này, tuyến chế nhầy dưới này. Thì nó tương tự thông điệp chính là giả sử khi mà mình mà giải trình tự mình lấy toàn bộ khối này thì nó sẽ lẫn lộn biểu mô vảy này, phần biểu mô tuyến này, và phần sơ này, cơ này và tế bào viêm. Thì tất cả các cái RNA này nó sẽ bị nhiễu, mình không phân tách ra được chẳng hạn. Thì mà khi mà giải sinh sinh là sao thì mình sẽ tách được tất cả các thành phần này ra. Thì em chỉ thế. Các em chỉ thế thôi. Rồi. Cảm ơn em rất là nhiều. Như vậy thì mình thấy được đúng không? Mình hiểu được là không phải mà mình lấy ra được ở một cái vậy thì mình sẽ có được hết tương tật đúng không? Tôi không biết ở thực vật thì nó sẽ như thế nào. À, không biết ở thực vật thì như thế nào vậy Kim Cương? Em có biết không? Thí dụ như bây giờ em lấy cái lá đúng không? Thì khi mà trong một cái lá cây như vậy thì những cái cell nó có đồng nhất với nhau không em? Hay là nó không có đồng nhất? Dạ em nghĩ là nó cũng không đồng nhất, nhưng mà chi tiết hơn thì em không biết. Ừ, rồi. Cảm ơn em. Rồi, thì mọi người cũng thấy đúng không? Ở trong một cái, thí dụ mình lấy một cục như vậy, đó. Thì nó sẽ có đầy đủ thứ quan trọng hết đúng không? Đây người ta liệt kê ra nè, đó. Ở đây cũng liệt kê ra đúng không, ở nhiều cái loại đó, một cái đống thứ này đó, mình lấy một cục bất kỳ chỗ nào thì nó cũng nhiều thứ chứ không phải như là có một thứ cell đúng không đó. Mà mình không thể nào mà soi kính hiển vi rồi xong xuôi mình pick up ra từng cell, không có khả năng đó đúng không đó. Bởi vậy là cái việc làm như vậy thì rất là khó, bởi vậy là người ta mới nghĩ cách người ta làm đó. Rồi ngoài ra thì mọi người cũng biết được là hồi nãy cho mình nói là cái heterogeneity đúng không, là cái kiểu hình. Nhưng mà cái kiểu hình đó có nghĩa là mình nhìn thấy cái kiểu hình đó khác nhau vậy thì nó cũng thể hiện là cái heterogeneity á, ở trong cái molecule level ha. Có nghĩa để được tạo ra kiểu hình đó thì ở trong cái bản thân của nó cũng tạo ra cái biểu hiện gene á, mRNA đồ á, nó cũng phải là khác biệt đúng không, đó thì nó mới tạo ra kiểu hình khác biệt đó. Chứ không phải là do kiểu hình nó khác biệt còn cái kiểu gene, cái biểu hiện gene của nó thì là giống nhau, không phải. Bộ genome của nó thì giống nhau hết đó. Ha? Hầu như là giống nhau hết đó. Nhưng mà có một cái là cái biểu hiện gene đó, thì nó là khác nhau. Đó ở cái molecule level. Đó. Ở đây là do cell cycle nè. Do tuổi nè. Tuổi ở đây không phải là tuổi tác của mình mà là tuổi tác của cái tissue đó. Ha?
nếu mà ai đã học cái bài demethylation rồi thì biết rồi đó, là mỗi cái cơ quan, mỗi cái mô của mình, mỗi cái tissue của mình đó, nó đều có cái tuổi riêng của nó hết đó. Chẳng hạn như những người hút thuốc á, thì cái tuổi tự nhiên nó tăng hơn cái phổi á, ở cái tissue phổi á, nó sẽ già hơn. Cái tuổi đó là không phải là cái tuổi nó không phải là cái tuổi chronological, có nghĩa là không phải tuổi về thời gian, mà nó tuổi về biological ha, nó vậy đó, nó bị thay đổi, nó làm cho nó già hơn, ví dụ vậy đó. Hoặc là mình expose một cái môi trường gì đó, hoặc là có stress xảy ra, ví dụ vậy, đúng không? Hoặc là cái metabolic state của mình đó, đó biến dưỡng của mình nó như thế nào, ăn uống lỗ này kia như thế nào đó. Thì đây mọi người nhìn thấy là cái biểu hiện của cái gene đó, nó không phải là theo cái dạng là theo thời gian, ở theo cái không gian, có nghĩa là mới đầu là nó biểu hiện ít, rồi xong xuôi dần dần nó dài ra, nó không phải như vậy đâu mọi người ha. Mà nó là theo cái dạng posting này, có nghĩa là có những cái chỗ nó đi rất nhanh đó, còn có mấy chỗ khác nó không có, nó vậy đó. Cái biểu hiện của mình đó, người ta đo được và người ta chụp hình thấy được vậy luôn ha. Nó có cái direction của nó đó. Ai mà quan tâm thì đọc cái bài này ha, tôi có xem cái bài này và người ta giải thích rất là rõ về cái vận tốc, cũng giống như là về cái dynamic của cái mRNA mình, cái half life của cái mRNA của mình, nó tùy thuộc, không phải cái mRNA của cái gene nào nó cũng có cái half life giống nhau hết đó. Và nó cũng không phải là theo một cái thời gian, đúng không? Có nghĩa là theo theo cái thời gian mà nó biểu hiện ra, có những chỗ nó posting này có nghĩa là nó nhanh hơn đó, nó tập trung hơn, còn có những chỗ nó không tập trung đó, vậy đó ha. Bởi vậy là nếu mà mình không làm cái single cell á, level á, thì tại vì nếu mình làm mình estimate theo cái kiểu bân á, thì có nghĩa là nó sẽ tính trung bình lại hết, đúng không? Có những cái vùng ở ở cái cell thì nó đang theo cái tiến triển theo kiểu này, đúng không? Còn có cái cell khác á, cũng là cái gene đó nhưng mà nó tiến triển theo kiểu này, ví dụ vậy, thì mình tính trung bình ra thì mình không thấy được, đúng không? Ở đây người ta có cho ví dụ là người ta trong cái bài báo này nè, người ta có làm cái ví dụ là người ta thử đo một cell đó, rồi đo hai cell, đo ba cell và đo tám cell, và thử đo trung bình của 50 cell. Thì mọi người thấy là cái cell thứ nhất thì biểu hiện nó ít sỉnh à, đúng không? Đó, nhưng mà cái cell thứ ba thì biểu hiện rất là nhiều. Bây giờ mình lấy trung bình lại của 50 cell kia thì nó lại ra như vậy. Thì giờ mình đâu có hiểu được, là mình muốn hiểu được bản chất của một cái vấn đề mà giờ nó cho mình giá trị trung bình thì mình sao mình biết được, đúng không? Chẳng hạn như giờ một cái lớp mà mình muốn hiểu được coi là từng học sinh nó học như thế nào, mà giờ chỉ thí dụ từng học sinh học cái môn văn như thế nào đó, mà giờ cho điểm trung bình của môn văn là tụi nó 5,5 điểm trong lớp, thí dụ vậy đó, thì mình đâu có hiểu được từng đứa nó như thế nào, đúng không? Đó, bởi vậy là mình muốn đi sâu vào giải quyết được những cái vấn đề đó, cái giá trị trung bình điểm đó thì chỉ cho biết được là lớp đó nó học trung bình, cỡ trung bình, đúng không? Chứ còn mình không biết được từng cá nhân nó như thế nào. Ví dụ như giờ mình muốn quan tâm tới chuyện là chỉ quan tâm tới những cái cancer cell thôi, đúng không? Chứ còn những cái normal cell xung quanh đó thì mình đâu có quan tâm tới, đúng không? Ví dụ như hồi nãy quay là cái ví dụ về điểm môn văn, ví dụ như vậy đó, mình chỉ quan tâm đến những cái đứa mà có điểm môn văn nó kém đó, để mình tìm cách mình giải quyết nó, có nghĩa là mình coi coi cái vấn đề của nó tại sao nó kém để mình giúp đỡ nó, đúng không? Đó, thì mình không có thấy được cái chuyện đó, mà muốn thấy được thì mình phải làm cho từng đứa, đúng không? Đó, thì đây là cái mục đích của cái việc là tại sao mình phải làm single cell thay vì làm bulk analysis hả. Rồi thì bây giờ mình tổng kết lại nguyên cái vấn đề nãy giờ mình nói, mình giải thích gì đó nhiều để mình đưa ví dụ để cho mọi người dễ hiểu trong đầu, nhưng mà thật chất ra là muốn nói lên là cái giá trị trung bình đó, có nghĩa là tại vì mình giải trung bình mà, ở mình giải hết mà, giờ mình lấy giá trị trung bình ra mà, đúng không? Đó, thì nó không có phải là một cái đặc trưng, đúng không? Đó, cho từng cái cell, muốn nó nói lên vậy thôi. Giống như điểm trung bình của một lớp, ví dụ vậy, 5,5 điểm môn văn, thì không nói lên là đứa nào học sinh cũng trong lớp đó cũng 5,5 điểm, không phải nói lên được cái chuyện đó, đúng không? Đó, bởi vì bây giờ mình muốn đi sâu vào giải quyết cái vấn đề của cái đứa mà nó có điểm thấp á, thì mình phải đi vào từng đứa mình mới thấy được, đúng không? Đó là do cái gì đó với cái này, thì nó do là cái transcript của mình á, đó nó có một cái stochastic process, có nghĩa là nó mang tính chất là ngẫu nhiên đó,
nó ngẫu nhiên nhưng mà nó không phải ngẫu nhiên hoàn toàn nha mọi người, nó ngẫu nhiên trong cái một cái trật tự của nó vậy đó. Nó vậy đó, nói khó hiểu quá, nó giống như nói với đang giống như triết học vậy đó. Nhưng mà mọi người thấy là thiệt sự sinh học là nó ngẫu nhiên theo trật tự của nó không? Hai người phụ nữ mang thai, đúng không? Có làm đi cỡ nào đi nữa cũng 9 tháng 10 ngày. Thí dụ có sống ở Úc, có sống ở châu Âu, có sống ở Mỹ đó thì cũng phải 9 tháng 10 ngày thì sinh em bé rồi. Mọi người thấy không? Cái sự mà nó có ngẫu nhiên như thế nào, có mang thai ở thời điểm năm 1890 cho tới hoặc là bây giờ năm 2021 thì cũng phải 9 tháng 10 ngày hoặc là xê xích 1-2 tuần thì sinh em bé. Mọi người thấy cái sự trong ngẫu nhiên thì nó lúc nào nó cũng có cái theo cái quy luật của nó hết. Được chưa? Ha. Bởi vậy là ở đây là stochastic là có nghĩa là ngẫu nhiên đó ha. Nhưng mà cái ngẫu nhiên cái đồ xét đó mà nó vẫn vẫn đảm bảo được là cái sự sống hết mọi người, nó hay vậy đó. Có nghĩa là cái stochastic này là biểu hiện cho sự plasticity á, có cái tính mềm dẻo của nó, tính uyển chuyển của nó. Đúng không? Nhưng mà nó cũng phải đảm bảo được là phải tạo ra được cái protein ở cho cái cell line đó, cái tissue đó. Nó vậy đó ha. Rồi xong xuôi rồi, nó không phải là liên tục đó mà nó pulsing. Có nghĩa là có những chỗ nó đi mạnh, đi nhanh, có những chỗ nó là đi chậm. Đó, ha. Chứ không có phải là lúc nào là cái transcript nó cũng đi theo cái hình này ở phía trên. Có nghĩa là ở đây thì đi dậy tạo ra sợi này cứ dần dần nó dài ra cái sợi mRNA, ví dụ vậy, không có. Mà đôi khi tới những cái chỗ nó sẽ nhanh, còn có những chỗ nó sẽ chậm. Nó gì đó, ha. Nó rất là uyển chuyển nhưng mà nó vẫn đảm bảo được, cuối cùng là cái nhiệm vụ của nó vẫn đảm bảo được. Bởi vì là cái đó mà làm cho mình cảm thấy là sinh học đó hứng thú ở chỗ đó, mọi người thấy không đó. Nó rất ngẫu nhiên nhưng mà cuối cùng nó cũng phải đến cái đích của nó. Vậy đó. Không có ai bảo nó hết á, mà nó cũng phải tới cái thời điểm đó thì nó phải chín mùi và nó làm chuyện đó. Đó. Thí dụ như bây giờ mọi người cũng thấy đúng không, là tới tuổi đúng không, là thành thục rồi tới tuổi trưởng thành rồi tới tuổi lập gia đình, nó tới tới đó thì phải làm chuyện đó à. Không ai bảo hết. Đó. Đúng không? Rõ ràng là sinh học nó uyển chuyển giống như vậy đó. Thì bây giờ mình muốn khám phá những cái chuyện đó đâu, mình muốn giải thích cơ chế cho đi sâu vào chi tiết thì mình phải có kỹ thuật. Thì bây giờ người ta phải nghĩ đến kỹ thuật và kỹ thuật single cell ha. Nó gì đó. Rồi, ở đây thì người ta sẽ đi sâu vào những cái ví dụ về từng cái chuyên môn và mà mình cần cái single cell là cái gì. Ở trong cái development là trong cái quá trình mà phát triển của tế bào, early development. Thí dụ như mình làm sao thấy được từ cái một cell rồi thành hai cell rồi bốn cell sau khi mà thụ tinh xong, đúng không? Có nghĩa là cái hợp tử á, một cell rồi thành hai cell rồi bốn cell, mấy cái đó đó thì mình còn thấy được, còn dễ được, tại vì mấy cái cell đó bự đó. Xong xuôi rồi nếu mà nó trở thành cái germ layer rồi, đúng không, nó thành cái hoặc là neuron progenitor hoặc là cái blood progenitor, ví dụ vậy đó, thì những cái đó nó nhiều cell lên là nó tạo thành một cái tissue rồi đó, sẽ bắt đầu nó sẽ rất khó, đúng không đó. Thì người ta cũng muốn nghiên cứu đó, người ta rất hiểu muốn nghiên cứu là tại sao một cái tế bào mà stem cell, đúng không, nó có quyền năng mà nó có thể biến thành những cái tế bào khác, đúng không đó. Người ta muốn coi, muốn làm cái single cell thử coi là những transcription factor đó ở cái thời điểm đó thì nó binding vô cái gì, đúng không, cho từng cái single cell khác nhau. Mọi người chưa có biết được là thí dụ như ở trong một cái bốn cell đó, đúng không? Đó. Mà có hai cái cell thì nó lại biểu hiện cái nanoc á nhiều. Đó. Và nó biểu hiện cái sóc tu ít thì nó đi theo một cái hướng khác. Đó. Còn nếu mà nó biểu hiện cái nanoc ít và nó biểu hiện cái sóc tu ở cái for nhiều á thì cái cell nó lại differentiation theo cái hướng khác. Nó vậy hồi xưa lab cũ tôi bên Đức á, là làm single cell để giải quyết cái vấn đề đó, có người trả lời câu hỏi là tại sao cái thời điểm này biểu hiện cái này nhiều, đúng không đó, thì nó lại tạo thành cái differentiation theo một cái hướng khác, nó vậy đó. Bởi vậy là mình muốn coi coi là những cái gene đó đó, những cái transcription factor đó nó bay đi như chỗ nào đó, rồi nó tạo ra cái biểu hiện gì, nó regulate những cái gene nào đó, thì mình phải làm cái single cell thì mình mới thấy được, nó vậy đó. Thì cái đó là cho cái development hả. Rồi xong xuôi rồi cái này cao hơn nữa là cho cái late development, còn cái này early development, đúng không? Còn cái late development là về mấy cái organ, đúng không?
tại bây giờ người ta muốn tìm hiểu là làm sao để tạo ra được mấy cái organoid, đúng không? Đó, từ những cái tế bào ban đầu đó vậy đó, thì người ta muốn catalog những cái đó để hiểu thêm, đúng không? Để hiểu về cái nguyên cái organ và để hiểu về cái heterogeneity của cái tissue, đúng không? Có nghĩa là nó không có đồng nhất, nó phải cần nhiều thứ đó. Chứ còn nếu mà nó đồng nhất hết đó, thì người ta dễ dàng, người ta có thể tạo thành cái organoid dễ dàng rồi, đúng không? Đó, hồi nãy mọi người cũng thấy là hiệp xô cho thấy là trong chỏng á, thì nó có cái nang, đúng không? Trong phổi nó có cái nang phổi khác, rồi những cái tế bào kia là nó khác đó, chức năng của nó khác nhau, đúng không? Mà nó cấu tạo nên thành một cái tissue là phổi, nó vậy đó. Bởi vậy là mình phải hiểu nó thì mình mới tạo ra nó được, đúng không? Đó, rồi đặc biệt là cái immune cell này nè, là một trong những cái mà phát triển mà bây giờ nó vẫn còn mạnh. Có nghĩa là cái nhóm development này nè, đó, với cái nhóm đầu tiên này là những cái nhóm tiên phong làm đó. Tôi nghe cái ông mà làm cái single cell á, đó là ông á, Rudolf Jahnke á, là ông báo cáo tới Viện Mắt Lăng lúc 2013 đó, đầu đó, thì lúc đó ông mới làm single cell, mà ông làm 48 cell, được 48 cell một lúc đó. Cái thời điểm đó là ông qua báo cáo là dữ dội lắm mọi người, đó 2013 đó, làm đã là như vậy là đã dữ dội lắm rồi đó. Ừ, single cell mà làm RNA-seq single cell thời điểm đó, thì cái này là cái hướng đầu tiên, đúng không? Đó, những cái nguồn đầu tiên, xong rồi cái immune cell với lại tumor là bây giờ đang đó, là bây giờ đang, thì tôi gỡ cho mọi người cái link á, về cái immune cell ha. Mọi người cũng thấy được là trong cái hình tôi gỡ mọi người đây là cái bài này cũng lâu rồi mọi người, không phải là mới đây không đâu. Thí dụ mình lấy home plate ra, đúng không? Rồi mình lấy cái BBMC này ra đó, thì mình giải đó, mình giải, mình visualize nó lên đó, thì ở trong cái plate mình nó có nhiều thứ khác nhau đó. T cell, mọi nội cái T cell không á, thì cũng có nhiều cái thứ T cell khác nhau trong đây rồi đó. Mình không phải chỉ có một cái đó, và cái độ to lớn của từng cái cell nó cũng khác nhau nữa mọi người đó. Thì người ta muốn nghiên cứu, người ta muốn tìm hiểu coi là những cái T cell nào còn hoạt động, đúng không? Có nghĩa là active hay inactive rồi. Active có nghĩa là nó tìm đến những cái kháng nguyên đồ này kia, đúng không? Còn những cái exhausted T cell á, đó thì nó không có làm gì được nữa. Nói vậy đó, thì người ta muốn tìm hiểu đó, nguồn cội nguồn tại sao có một số cái T cell thì nó bị exhausted. Ví dụ vậy đó, nó bị mỏi mệt, nó không có làm việc nữa. Nó không có tìm được những cái đứa mà tấn công, những cái kháng nguyên để tấn công vào cơ thể mình, ví dụ vậy đó. Thì người ta làm mấy cái nghiên cứu về cái này, đúng không đó? Và nó vẫn, tại vì biết sao, những cái bệnh tất tần tật, những cái bệnh xâm nhiễm, đúng không, thì đều liên quan tới miễn dịch hết, mọi người đều biết rồi, đúng không đó. Còn ung thư thì cũng những năm 4 5 năm gần đây thì mới là người ta quan tâm nhiều, đúng không? Chứ lúc trước thì cũng không có quan tâm nhiều, ung thư thì ít có quan tâm tới miễn dịch, đúng không đó, tại vì người ta thấy không có hiệu quả. Nhưng mà sau này thì người ta từ từ có cái giải Nobel này đó, thì người ta mới thấy được là cái miễn dịch đó nó cũng có vai trò quan trọng trong cái trị liệu ung thư, đúng không đó. Thì cái hướng này nó cũng lên dần dần lên bự ra đó. Rồi thì ngoài ra còn có cái tumor nữa là cái ung thư, đúng không? Không, mình không có trong cái ung thư này, thì ở đây tôi cũng gỡ lên mọi người là ở Gavin làm là cái ở đây là của Gavin làm cái Red Cancer Human Atlas đó. Có nghĩa là lấy mấy cái primary red cancer đó, xong xuôi làm single cell đó, làm nhiều sample để làm một cái atlas để cho share thông tin dữ liệu đó với lại mọi người sử dụng. Thì mọi người thấy không, là ở trong đây nói red cancer chứ đâu phải cái red cancer không đâu, có quá trời loại khác nhau luôn, đúng không? Cái này là cái đặc trưng là cái myeloid cell là trong cái red cancer nè đó. Còn cái B cell mọi người thấy không, trong red cancer thì B cell liên quan gì, đúng không? B cell có trong máu mà đó, nhưng mà nó cũng có đó, mọi người thấy không đó. Rồi cái epithelial là cũng đặc trưng nè của cái này, rồi cái này, hai cái này cũng là đặc trưng, đúng không?
mấy cái quá trình EMT chỗ này kia đúng không đó, thì rồi T cell quá trời luôn nè, mọi người thấy không đó, nó còn nhiều hơn mấy cái đống này nữa nè, T cell nè đó. Bởi vậy là nếu mà mình không biết, với tôi đó, tôi không biết, tôi cứ tưởng red cancer thì lấy cái primary tissue của nó ra có red cancer không, nhưng mà không phải, ở trong đó một đống thứ giống vậy luôn hả, chứ không phải là chỉ có red cancer là mình lấy ra cái tumor nó là red cancer không đâu hả. Thì tôi cũng gỡ cho mọi người, đây là một cái resort đó, tốt đúng không đó, để cho mình làm nghiên cứu đồ này kia đồ á, nếu mà ai có hứng thú tới thì làm coi thêm ha. Người ta tạo thành một cái atlas riêng cho cái red cancer luôn như vậy. Rồi thì rốt cuộc lại thì đây người ta muốn nói lên là cái single cell analysis này nè đó, cần để cho mình có thể hiểu kỹ được đúng không đó, cái specificity với lại cái complexity của cái tumor microenvironment đó. Thì rõ ràng đây mọi người thấy là cái environment của một cái tumor đó, nó không chỉ là có những cái liên quan tới cái red, thí dụ mấy cái này không đúng không, mà nó còn có T cell, có B cell đồ này kia nữa ha, nó không phải chỉ có một cái không đó. Và ở đây từng cái subtype đó, như là triple negative nè, hoặc là HER2 positive nè, hoặc là ER positive nè, thì nó có cái tổ hợp của những cái T cell, B cell, có myeloid hoặc là silent cell hoặc là epithelial cell, nó khác nhau, cái composition nó khác nhau chừng đó. Để nói lên cái gì, nói lên là cái việc điều trị á, mình phải phù hợp với lại cái composition của nó đúng không, chứ giờ nó có cái kiểu hình như vậy, cái composition nó như vậy mà mình cứ chỉ, mình cứ target vô trong cái T cell không, ví dụ như vậy đúng không, hoặc là target vô trong cái myeloid không, thì chẳng hạn như có một số cái myeloid nó rất là ít đó, là cái màu xanh lá cây nó rất là ít ở một số cái, ví dụ như vậy đó, thì mắc mớ gì mà mình phải thiết kế thuốc mình tấn công vào nó hay sao đúng không đó. Bởi vậy là mình phải hiểu nó thì mình mới biết cách điều trị nó được ha. Rồi thì bây giờ mình mới quay lại, mình thử nghĩ coi hồi xưa thì người ta làm cái single cell bằng cái gì, có nghĩa là khoảng năm 2012 cỡ đó gì đó, 2011 2012 cỡ đó thì người ta làm cái gì ha, thì người ta sử dụng cái CyTOF này đó, thì có mấy mấy cái bài review này nè ha. Thì CyTOF thực chất nó là cái mass cytometry đó mọi người. Rồi nhuộm FISH nè, đúng không? Thì phát sọt nè, ha. Thì đây chắc bữa nào có anh chị em nào ai rành về phát sọt có làm một bài về phát sọt thì được không? Tuần sau á mọi người. Ngữ ấy, em tuần sau em làm về phát sọt được không em? Tôi gửi cho em cái bài. Hoặc là em tự tìm cũng được. 2 tuần nữa được không thầy? Tuần sau nữa được không thầy? Được, được em, được em. Rồi. Rồi. Vậy còn cái fish này thì bên của Hạnh rành hơn hay là bên làm bên sinh học phân tử rành hơn vậy? Chờ để em làm cái fish này đi ạ. À? Tức là về kỹ thuật đấy ạ. À? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Về kỹ thuật với lại là khi nào mình sử dụng cái fish đó được không em? Có nghĩa là về mặt ứng dụng của nó như thế nào, để em cho một ví dụ thôi cũng được. Chủ Được không nhật em? tuần sau hả thầy? Em rảnh lúc nào thì em nói lúc đó, em chuẩn bị lúc đó. Được không em? Cái này thầy để Hạnh vật vã 4 năm làm mỗi Phản, người ta làm nhiều thứ đâu phải fit. cái fish này nó đắt tiền quá nên em năn nỉ ông thầy em 3 lần gãy lưỡi ông mới cho làm. Thì đó, thì thấy em báo cáo cái đó đó nhưng mà không có dám dồn việc cho em, mất công em lại bảo tôi bắn dữ lắm thì tội tôi. Thì đúng mà. Dạ, vậy thì để em chuẩn bị ạ. Dạ. Rồi thì cái này là không phải là nói traditional, có nghĩa là người ta không sử dụng bây giờ nữa, không phải, người ta vẫn sử dụng nhưng mà sử dụng nó trong những cái trường hợp đó, nó làm manual đó, là làm cho một cái cần thiết nào đó của mình đó, chứ nó không có làm theo kiểu high throughput được. À, một lát mình sẽ thấy là ở đây có cái chữ high throughput nè. À, có nghĩa là mình không có thể nào mà làm nhiều, làm tự động hóa được. Đó. Thì nó phải có những cái trường hợp nó như đó. Thì mọi người cũng thấy là ở đây là cái code của nó đúng không? Thì cái CyTOF này là nó sử dụng mass cytometry ấy, thì tương đối là đắt tiền hơn, đúng không? 35 đô đó.
Thì cái này là người ta tổng kết 2018 rồi, tôi không biết bây giờ nó còn đúng hay không, không biết ha. Đó. Nhưng mà ở đây cho mình cái nhìn sơ bộ là cái phát sọt này á, là rẻ nhất nè, đúng không? Đó, so với lại cái site top này, cái này nó đắt hơn. Đó. Rồi cái đòi hỏi là cái number of sale á, cho mỗi thí nghiệm là million không ha. Đó. Rồi. Rồi còn cái số mặt cơ gì nữa thì ở đây mình chỉ cái phát thì 17 mặt cơ, nhưng mà tôi chưa thấy ai làm tới 17 mặt cơ. Tôi thấy người ta làm 3 4 thôi là đã cũng là khó nhìn rồi đúng không? Đó. Kỳ trước Hạnh show thấy là cái này của em nhuộm chỉ có 3 cái thôi đúng không Hạnh? Dạ em nếu mà đã làm có một lần là em làm tới 5 cái, Vậy luôn nhỉ? năm cái tín hiệu vàng, nó À. chỉ và miễn là mình tìm được cái màu, mỗi một phát nó có một cái màu nó khác nhau là được, và mình có cái filter để mình lọc cái ánh sáng mà để cho từng cái prop một ấy ạ. À. Thì khoa em có một ông làm, thế là em ngồi em làm cùng với ông cái đấy thì là làm có 5 cái, nói chung nó cũng cái quy trình làm nó y xì nhau ấy, chỉ khác có mỗi cái là có đủ cái kính để lọc để đọc cái hình ảnh của nó hay không thôi ạ. Ừ. Nhưng mà lúc mà mình mở nó lại năm màu thì thấy khó nhìn quá đúng không? Đối với tôi cảm thấy là cái resolution đó làm cho mình cảm thấy là bắt đầu Đẹp có đẹp lắm thầy, đẹp lắm ạ. chuyện hả? Để em viết mail cho ông ấy, em xin mấy cái ảnh để xong ông gửi cho, hôm đấy em sẽ cho thầy xem luôn quả năm màu hoành tráng. Ví dụ như đây mình thấy ba màu thôi nè đúng không, xanh lá cây rồi với hả xanh blue rồi với hồng, đây là mình thấy ok ba màu thì còn thấy ok, mà giờ năm màu thì cũng còn đỡ đỡ. Mà thí dụ như đây nó nói là tới 17 màu ví dụ như vậy đó thì thôi rồi luôn đúng không, thì khó lắm. Có nghĩa là mình y như visualization một dimension, hai dimension, ba dimension thì mình còn thấy ok đó, mà lên tới năm dimension nữa thấy mệt mỏi đó. Rồi thì ở đây thì những cái phương pháp này thì không có làm tự động hóa được đúng không, nếu mà có chắc cũng khó tôi nghĩ đó, người ta có suy nghĩ tới bởi vì người ta không không tới được, bởi vì người ta mới lui đó, người ta chuyển đường khác đó, tôi nghĩ là vậy chứ không phải là người ta không có suy nghĩ đâu mọi người đó. Rồi xong rồi bây giờ mình mới coi thử coi là cái single cell của mình thì giúp ích được cái gì đúng không. Đó bây giờ mình thấy rõ ràng là ừ cái mà làm cho cái bong analysis đúng không, đó nó sẽ không có giúp giải quyết được những cái chuyện như là nãy giờ mình nói đúng không. Đó tôi cũng đưa ví dụ đúng không, đưa data cho mọi người xem đó, nếu mà có muốn thì xem, chứ người ta nói chay như vậy không có hình ảnh đó, thì mình khó nhìn đúng không. Tôi có gỡ bài báo tương ứng rồi đó cho mọi người có thể tham khảo thêm, và ở đây thì mấy tuần nữa thì Hạnh rồi Song Ngữ sẽ giúp cho mọi người đây, tại vì tôi biết được là Ngữ thì biết là biết chắc rồi, với lại Hiệp hoặc là Hạnh hoặc là Quốc Thanh ví dụ như đúng không là biết, còn có một số mấy bạn thì không không biết đó, còn là sinh viên, bởi vậy là mong là các bạn giúp chia sẻ phụ tôi đúng không. Đó mình mỗi lần mình chia sẻ kỹ thuật để cho người này biết cái này thêm cái kia ha, với lại là Hạnh cũng hay nói là chỉ có mình tôi bắn không thì thì tội tôi quá đúng không, để cho Hạnh có cơ hội nữa tỏa sáng trong nhiều đêm đó. Rồi rồi bây giờ mình coi thử coi là từ cái bơn anasic người ta chuyển làm single cell cho cái anasic có thể transcriptome thì nó sẽ như nào đúng không. Đó rồi cái phát này với lại là cái sử dụng cái cell isolation nó làm sao mình có thể làm automatic được đúng không. Đó thì mọi người nhìn thấy cái phát sọt này thì người ta cho nó đổ nó qua bên một cái ống như vậy đúng không, tất cả các cell đó, rồi người ta dựa cái antibody đó để người ta hãy tách nó ra đó đúng không, tách nó ra thành thí dụ như cái cell này nó có chứa cái gene gì đúng không, đó có cái màu để người ta phát màu lên gì đó thì người ta tách nó ra dựa trên cái đó. Thì cái này không có làm tự động cho từng cell được, nó làm cho tất tần tật các cell thì được đúng không, các cell có cùng một màu thì được, chứ còn mà làm cho từng cell của cùng một cái màu vàng này thì không ok đúng không. Đó đối với cái phương pháp phát sọt này đó. Rồi còn đối với cái phương pháp mà cái single cell mà giọt dầu á, có nghĩa là mọi người nhìn ở đây á, để tôi phóng to lên, không biết có đỡ hơn không ha, chắc tôi nghĩ là cũng đỡ. Thì mọi người thấy là này là cái màu xanh blue này nè, là một cái giọt dầu bự đó, trong cái giọt dầu này á, nó chứa một cái bit, là nó giống như là
một cái hạt từ với mọi người, một cái hạt từ, trên cái hạt từ nó có mấy cái antibody, nó có mấy cái mà enzyme đổ này kia, nó gắn lên sẵn cái hạt đó đó. Thì cái hạt đó nó sẽ dính vào trong cái cell chỗ này, rồi cái giọt dầu nó chứa hết một cái đống thứ nó giống vậy ha, nó chứa hết một cái đống thứ giống vậy đó. Thì cái này mình có thể làm hai group food được, được không? Mình có thể làm tự động hóa nó được đó ha. Thì trong đây cái này là cái cell của mình cần bắt nè đó, single cell một cell, này là single cell một cell, nó bắt nó chứa trong cái giọt dầu, và trong cái giọt dầu nó có cái bit này, cái bit này là ở trên nó chứa nhiều cái thứ khác nhau, nó có thể là chứa cái enzyme ly giải, rồi nó chứa cái ba co, rồi nó chứa đủ thứ hết. Bởi vậy là ở đây nó có mấy cái sợi 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 nó ra giống vậy, ok không? Thì đây mọi người thấy được là mình, do mình có thể bắt được từng cái cell màu cam này luôn, chứ không phải là bắt nhiều cái cell màu cam ở chung đó. Bởi vậy là cái này nó sẽ cho mình làm cái hai throughput cho từng cái cell được. Còn cái này sau khi mình bắt được từng cái rồi đó, ủa, mình bắt được một đống cái nó có cùng chung cái loại cell với nhau rồi đó, bắt đầu mình mới đi làm cái chuyện là làm time manual cho từng cái. Một lát mọi người sẽ thấy được một cái matrix ở dưới đó, nó sẽ theo cái kiểu là sau khi mình phát sọt xong đúng không, mình có một đống cái cell này, rồi từ cái đống cell này bắt đầu mình mới làm cái single cell cho nó đó. Thì cái này tương đối là manual hơn ha. Cái này, cái bước này chỉ nói là cái phần là cell isolation thôi ha. Cái cách làm sao người ta có thể tách ra một đống cái từ cái tissue giống hồi nãy Hạnh với lại Hiệp show ra, để mình có thể lấy được từng cái cell trong cái tissue đó ha. Và cái này là một cái giọt dầu chứa một chổng, được không? Rồi xong xuôi rồi, bây giờ mình tới cái là amplification, cái RNA mà mình tách chiết ra được, ví dụ như vậy, từ trong cái đống này như vậy. Thì á, nó đòi hỏi là 0.1 microgram đến 1 microgram giống vậy đó. Nhưng mà ở trong cái cell mà mình có được á, nó ít lắm mọi người ha. Nó 0.1 cho tới 50 picogram thôi. Đó. Bởi vậy là mình phải có cách nó, mình tăng nó lên, amplification nó lên, tăng nó lên ha. Đó. Rồi. Mình làm cái parallel processing, có nghĩa là đó, trong cái cell á, mình phải ly giải nó, rồi làm RT nó, đúng không? Đó. Rồi xong xuôi rồi á, là sử dụng droplet đổ này kia nữa, đúng không? Đó, một đống thứ parallel vô trong cái đống này. Một lát mọi người sẽ có những cái đi vào cụ thể. Ở đây chỉ cho mọi người hình dung được á, là nó có những cái bước cơ bản như vậy ha. Và những cái bước này là những cái mà người ta sáng tạo ra ha. Có người trong quá trình làm á, ban đầu hồi xưa nó không có cái protocol sẵn như vậy đâu, mỗi cái người ta bắt đầu thêm vào này thêm vào kia đó ha. Bây giờ ở đây mình cũng chưa có thấy rõ đâu, mọi người sẽ đi xuống sẽ thấy rõ từ từ ha. Rồi rồi thì đây thì á, là cái cách mà người ta cái giải pháp đúng không, có nhiều giải pháp để người ta giải quyết những cái challenging ở trên, đúng không? Có nghĩa là làm sao để isolate được cái cell nè, rồi làm sao để amplify nó lên được nè, rồi làm sao để có thể làm song song được nhiều thứ, đúng không? Đó. Chứ nếu không mà rất là lâu, tại vì mình có nhiều cell mà, đúng không? Nếu mình process, không process song song á, mình làm cell này xong mới tới cell kia, thí dụ như mình làm 10.000 cell thôi thì có mà hết cả năm mà. Đúng không? Đó, bởi vì phải làm cách song song cái gì với nhau. Thì đây mọi người thấy được là nếu mình làm cái manual isolation đó, đó thì rất là lâu được chứ không có gì hết. Rồi mình làm multiplex nè, đúng không? Rồi mình làm cái Luddite circuit nè, có nghĩa là cho nó chạy qua rồi xong xuôi tách chiết rồi dồn nó lại để mình ép cái cell với lại cái giọt dầu, mình ép nó qua lại với nhau đó. Cái này là tôi có coi qua, tôi có biết cái này đó. Và bây giờ đó, thì hầu như là mình sử dụng cái droplet này ha. Có nghĩa là một lát mình sẽ thấy là cho cái giọt dầu đi qua, đúng không? Đó. Rồi xong xuôi rồi á, một lát mình cho cái cell đi qua nữa, thì mình nhét cái cell nó vô trong cái giọt dầu đó, mà trong cái giọt dầu đó mình chứa cái bit của nó, ví dụ vậy, đúng không? Đó. Và mình ở đây còn có cái in-situ barcoding nữa ha, để làm cái spatial á, transcriptomics đó ha. Làm thì cái này là nó cũng mới ra thôi, 2017 đó. Thì đây là cái tiến triển của nguyên cái quá quá trình của làm cái single cell RNA-seq. Thì ở đây á, mọi người thấy là nó bắt đầu ở 2009
Nhưng mà thực chất ra cái này chỉ làm được có 1, 2, 3 cell thôi. À, cái thời điểm này. Đó. Rồi quan trọng nhất á, là cái thời điểm này. Đó cỡ 2013 cái bài Smart 6 á, đó ra đời. À, 2013 cái điểm quan trọng nè. Smart 6 với lại Smart 6. Đó. Còn cái này thì nó cũng ít thôi. Là cái mà nãy tôi nói với mọi người của cái ông Rudolf Janicki á, là ông sử dụng cái kỹ thuật này. Và cái improve của cái Max 6 này thành cái Max 6 2 này là một cái mà quan trọng, tại vì á, một lát mọi người sẽ biết được là cái Max 6 cái ưu điểm của nó là nó giải được cái full length của nguyên cái MR này luôn, đúng không? Trong khi đó Probe 6 nè, In Probe nè, hoặc là cái 10X Genomics đó, là nó không có giải được cái full length, nó chỉ giải được đầu 3 phẩy hay là đầu 5 phẩy của cái MR này đó thôi. Ha. Rồi, ở đây muốn nhấn mạnh là nó ra rất nhiều kỹ thuật, nhưng mà cái 10x genomics này bây giờ nó dominant thị trường đó. Tại sao tôi lại nhấn mạnh cái chuyện này? Không phải là tôi muốn quảng cáo cho Garvin hay là gì hết, tại vì á, nếu mình làm chung kỹ thuật á, thì cái data của mình á, mình mới lấy cái public data của người ta được, để mình bỏ vô cái data của mình, hoặc là mình muốn so sánh với data của người ta đó. Thí dụ như giờ tôi hỏi mọi người là ở cái bệnh viện, một cái bệnh viện ở Việt Nam á, ai bây giờ người ta cũng xài Illumina hết. Tự nhiên có một cái bệnh viện xài cái Ion Torrent đó, rồi xong xuôi rồi nó làm trên cái đó thì nó ra kết quả, rồi muốn đi so sánh với lại mấy cái platform khác mà trên thị trường người ta có nhiều data thì mình lại không làm được chuyện đó, đúng không? Đó, thí dụ như giờ là chỗ của Hương Ngạn Qua Hương báo cáo là sử dụng cái API 3500, ví dụ vậy, đúng không? Thì trên thị trường ai cũng sử dụng cái đó hết, thì mình có data rồi mình mới so sánh với data của người ta được, hoặc là mình có một cái pipeline rồi set nó như thế nào rồi đó, wet lab đó, thì mình mới đem đi mình ứng dụng cho cái máy đó được, đúng không? Đó, bởi vậy là nếu mà người ta đang dominant cái 10x genomics, mình lại không làm, đúng không? Mình lại chuyển qua làm cái SQL, ví dụ vậy đó, thì nó đâu có cái data để mình matching, để mình so sánh được. Tại vì mọi người biết rồi đó, sử dụng nếu mình sử dụng cho cái platform đó, nó chạy cho đầu 3 phẩy, đúng không? Còn mình đây mình làm full length ví dụ vậy đó, thì mình lại không có kết quả mình so sánh được với nó, đâu có tương đồng đâu, sao mình so sánh được, đúng không? Nó sẽ có những cái confounder, nó còn sẽ có những cái passive fact, đủ thứ hết đó. Thì trên thị trường bây giờ dominant hết luôn á là cái 10x, có nghĩa là cái Chromium á, đó là nó dominant hết, tại vì nó làm tự động tới tần tật hết mọi người đó. Tôi không nói nó tốt nha, ở đây tôi không quảng cáo cho nó tốt, nhưng mà đã nói cho mọi người biết là người ta submit cái data lên NCBI là chủ yếu là cái 10x genomics. Nó có cái Smart 6 này nữa, nhưng cái số cell nó ít hơn rất là nhiều ha. Với lại cũng tùy theo cái mục đích mình muốn làm, cái của mình là mình trả lời câu hỏi nào thì mình sử dụng cái kỹ thuật cho nó phù hợp. Thật chất ra ở trong Gavin lúc trước á, có cái chị Fatima là trong lab của tôi luôn, là hai vợ chồng của chị đó thì lại phát triển cái Rob6 đó, mà do không làm đúng giống như cái 10x genomics ở Garvin đó, bởi vì hai người đó đi rồi đó. Ở Garvin nó vậy đó, có nghĩa là bây giờ mà là không làm theo cái sự phát triển của nó là bị đuổi đi, nó bị đuổi thì quá đáng sẽ bị đá đi đó, như vậy á. Có nghĩa là chị Fatima nó cũng đi rồi, cái anh David đó là chồng của chị Fatima đó, là hai người đó cùng nhau phát triển cái group six nha, không phải của cái 10x Genomics. Thì hai vợ chồng mới đi đi một người qua UTS, một người qua bên cái Children Hospital ở bên kia đó, vậy đó. Không phải là người ta nó không có nghĩa là cái điều kiện nó không giống nhau, bởi vì không có làm với nhau được cái platform, người ta set up ở trên cái web lab nó cũng khác nhau đó, hóa chất mua cũng khác nhau. Cái group six thì rẻ hơn nhiều luôn á so với cái 10x genomics, nhưng mà nó ra không ổn định bằng cái kết quả của cái 10x genomics này. Mà cái rớp xét này thiết bị thí nghiệm đồ này kia dễ dàng lắm, tự làm được. Chị đó quay phim rất là nhiều lại luôn, tự làm tự quay phim đó, giữ lại rất là nhiều đó, nhưng mà kết quả thì tương đối không ổn định bằng cái 10x genomics này đó. Rồi thì từ tùy theo cái loại, theo thời gian á, mọi người cũng thấy được là nếu mà mình á, chỉ muốn cỡ 100 cell thôi, đúng không, thì mình sử dụng cái multiplex được, là kỹ thuật này là được ha. Còn mình muốn mà 1.000 cell á thì mình sử dụng cái Luddite này ha. Đó, mà mình muốn 10.000 cell đó, random detect
thì mình sử dụng cái này. Đó, là bây giờ á, là drop six á, là drop six mấy cái đóng thứ này nè, ở thời điểm này nè, nó là cái này đó. Từ cái năm 2015 á, nó có là mấy cái đóng này nè, là nó sử dụng cái drop six nè. Ha, có nghĩa là có cái giọt dầu rồi nó chứa, giống hồi nãy vẽ trên đây nè. Ha, nó có cái giọt dầu rồi nó chứa hết mấy cái thứ cần vô trong cái giọt dầu này. Đó. Rồi, thì còn nếu mà mình muốn nhiều hơn nữa thì mình like Institute 3 core. Nhưng mà tôi không biết là nó tốt cái cỡ nào, đúng không? Đó, tôi cũng không biết. Thì cái ông này nè là cái chỗ mà của Hương sắp của, Hạnh sắp đi qua đó. Cái Rosenberg này nè, đó ở trong cái HTK đó. Ừ. Cái mấy cái viện ở chỗ ở mấy cái nước Scandinavia đó, Thụy Điển, Thụy Sĩ, rồi Na Uy, mấy cái chỗ đó, họ làm rất là dữ dội về mấy cái này nha mọi người ha. Rồi, thì tùy theo cái số cell mình muốn cỡ bao nhiêu, rồi túi tiền của mình bao nhiêu, đúng không? Mình lựa chọn cho nó phù hợp, mình thiết kế thí nghiệm á, cho nó phù hợp. Rồi, ở đây mình mới quay lại là bây giờ mình biết nhiều cái kỹ thuật rồi, đúng không? Để làm sao isolate nó ra, ví dụ vậy đó. Rồi xong xuôi rồi, sequencing nó ra như thế nào. Cái việc sequencing nó chỉ là phụ thôi. Đó, ở trên đây chính là cái việc là làm sao mình có thể tách được từng cái cell vô, đúng không? Đó, rồi xong xuôi mình amplify nó lên và mình thực hiện parallel nó, đúng không? Song song cho cái cell nó vậy. Còn cái việc sequencing là sau khi mình có được cái library đó thì mình đem cái sequencing thôi. Mình có cái ba core, mình để, ví dụ mình sử dụng cái Illumina sequencing thì mình chỉ để ba core của gắn hai cái ba core với lại cái primer vào là mình đi đem sequencing, không có vấn đề gì hết. Rồi bây giờ mình mới nghĩ tới chuyện là giữa cái số lượng đó với lại cái sensitivity nó như thế nào. Đó, ví dụ như bây giờ nếu mà mình đem đi sequencing á, mình có ít cell nhưng mà mình sequencing sâu, đúng không? Có nghĩa là sequencing nhiều cái read đó, đó thì dĩ nhiên là nó cho kết quả cho mình là đồng nhất. Có nghĩa là cái cell 1 với cái cell 2, nếu mà cái cell 1 này mình sequencing ở chỗ này nó có biểu hiện đó, thì cái cell 2 nó cũng có của cái 1 đó luôn. Mình không biết được là nó có biểu hiện không của cái cell 2 này, đúng không? Nhưng mà mình yên tâm là nếu mà cái kết quả nó không có thì là nó không có. Đó, có nghĩa là cùng một cái row là cell hết. Ở trong giờ mà mọi người hình dung ở trong đầu của mình ha, là mình có là cái hàng. Cái hàng của mình là cái gene và cái cột của mình là cái cell, đúng không? Cell 1, cell 2, cell 3, cell 4 tới cell N. Còn cái hàng của mình là gene 1, gene 2, gene 3, gene 4 M. Đó, bây giờ hình dung trong đầu của mình là một cái table, đúng không? Là một cái bảng. Cái bảng đó hàng á, nó là cái gene và cột á, nó là cái cell. Hình dung ra không? Ha? Thì nếu mình giải deep á, thì mình sẽ nói gene 1 là cell 1 có, cell 2 ví dụ không có, ví dụ vậy, đúng không? Thì mình yên tâm là cái cell 2 nó không có, chứ không phải là mình không có giải, hoặc là mình giải không có thấy, đúng không? Còn nếu mà mình giải mà ít cái read á, thì mình không có yên tâm, đúng không? Thì mình lại được nhiều cell. Đó vậy đó. Thì lúc nào mình cũng trade-off giữa cái sensitivity với lại cái quantitative. Ha? Thì đây, mọi người cũng biết được là nếu mà trong cái population của mình, trong cái tissue của mình á, nó có nhiều cell quá, mà mình làm chỉ có 100 cell thôi, thì nó đâu có đặc trưng đâu. Ha? Cái khuyết điểm của cái single cell là mình giải càng nhiều thì nó sẽ ra biểu hiện của càng nhiều cái gene. Cái khuyết điểm của nó vậy đó. À, bởi vậy là với lại là mình cho cái số lượng cell này nó càng tăng lên đó, thì cái gene nó biểu hiện ra nó càng nhiều. Nó vậy đó. Nó bởi cái đó là cái khó, cái đó vẫn là cái mà người ta phải tìm hiểu làm sao để overcome được, để vượt qua được cái problem đó, đúng không đó? Mọi người hình dung như được không? Có nghĩa là thí dụ như mình chỉ giải có 1.000 cell thôi, thì cái gene đó nó chưa có biểu hiện, mình không thấy trong 1.000 cell đó có gene nào biểu hiện hết. Nhưng mà mình giải thí dụ như 10.000 cell, cái tự nhiên bắt đầu có cái gene đó, thì cái gene X ví dụ vậy đó, thì tự nhiên giải 10.000 cell thì có một số cell nó có biểu hiện cái gene đó. Ừ, nó như vậy đó mọi người. Có nghĩa là mọi người tăng cái số cell lên thì cái gene của mình nó sẽ có một số cell nó sẽ có biểu hiện. Đó, nó như vậy đó mọi người. Ha. Bởi vậy là trên những cái bài như là Nature Genetics hoặc là mấy cái journal nào, nó sẽ quy định
là nếu mà muốn báo muốn đăng những cái gì mà liên quan đến single cell á thì ít nhất phải làm là ví dụ như 1.000 cell thì nó mới chịu đăng đó. Còn nếu mình nộp cái manuscript mà mình làm mình chưa có đủ á thì nó kêu mình làm thêm cái số cell đó, vậy đó. Chứ không phải là mình muốn bao nhiêu cell thì bao nhiêu cell, không phải. Người ta đã biết được là cái khuyết điểm của nó là càng nhiều cell thì cái gene biểu hiện của nó sẽ càng càng có càng, càng càng không phải cái nào cũng có, nhưng một số cell nó sẽ có nó vậy đó. Thì mọi người đây cũng thấy rõ rồi đúng không, có nghĩa mình sequencing càng deep, có nghĩa nhiều cái read ở đây nè, thấy là một cái cell có nhiều cái read mình sequencing đó, ra đó thì nó sẽ cho mình đó là rất là tương đồng với kết quả. Còn nếu mà bây giờ mình giải nhiều cell đó nhưng mà mình sẽ ít read đó thì nó lại không có cho kết quả tương đồng, nó rất là khác nhau ha. Bởi vậy ở đây là người ta mới nói là cái sensitivity với lại cái quantity. Quantity đây là cái số cell đó, cái số cell. Còn cái sensitivity đây là cái số read của mình ha. Mình giải ra mình biết cái số read là gì rồi đúng không ha. Cái số read là cái số mà trong cái FASTQ file đó mình mapping vô, mình làm alignment vào đó thì có bao nhiêu cái read nó mapping vô là cái số read, là nó sensitivity. Còn cái quantity là cái số cell ha. Bây giờ là không còn phải là sample nữa, mình nhớ hình dung ra những cái bài trước mình học á là cái số hàng nó là cái gene đúng không, còn cái số cột đó, nó là cái sample đó. Thí dụ như mình làm ba replicate đúng không, cho cái sample bữa kia bữa trước mình học là ở nấm á đúng không, đó là mình làm mỗi thứ ba replicate, có nghĩa là mình có sáu cột nếu mà mình chỉ có hai cái group sample thôi. Nhưng bây giờ á, thì nó không còn là cái group nữa mà nó là mỗi cột nó sẽ là tương ứng cho một cell chứ không phải tương ứng cho một sample ha. Rồi rồi ở đây bắt đầu mới đi vào cụ thể là hồi nãy là trên tôi có giới thiệu với mọi người là cái SmartSeq nè với là cái CellSeq đúng không, là cái low throughput. Tại sao? Tại vì sau khi phát sọt xong rồi đó mình mới lấy cái cell đó ra đó, thí dụ mình phát sọt xong rồi đúng không, mình biết được cái nào với cái nào đó, mình mới làm cho từng cái single cell của cái này, nhìn trên kính hiển vi để mình chọn nó ra từng cái cell đó, rồi bắt đầu mình mới làm library prep cho nó. Coi kinh khủng không? Nếu mà bây giờ mình chọn 100 cell có nghĩa là mình làm 100 lần cái library prep đó mọi người. Thấy 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 laboratory dữ không? À, có nghĩa là sau khi mình phát sọt xong đúng không? Đó mình có từng cái cell, ví dụ như giờ mình phát sọt ra là mình dựa trên cái mặt cơ gì đó, mình sọt nó ra đúng không? Một một cái mặt cơ, một cái chuyền đó mình sọt ra làm hai bên. Ví dụ mình có hai loại thôi. Đó, xong rồi ở trong đây có một có 50 cell và bên đây có 50 cell, cái bắt đầu mình pick up dựa trên kính hiển vi, dựa trên pipetting gì đó, mình pick up ra từng cái cell đó đó, rồi bắt đầu mình làm cái library prep cho nó vậy đó. Thì ở đây người ta đòi hỏi là thí dụ như mà có một cell ví dụ vậy thì có bao nhiêu read đó, thì cái SmartSeq này nó giải ra nguyên cái full length của transcript luôn, đáng lẽ chỗ này phải tô đậm lên ha, nguyên cái full length của transcript luôn, là y hệt giống như là cái RNA-seq bần RNA-seq bình thường của mình, nguyên cái full length transcript luôn ha. Nhưng mà trong khi đó bên cái Prop-seq này hoặc là cái 10x Chromium này hay là cái InProp hoặc là Prop-seq gì đó thì mình có thể làm được cái high throughput, có nghĩa là ở đây là cái giọt dầu nè mọi người thấy không, nó cho chạy cái giọt dầu qua đây rồi, còn cái cell á, thì từ trên chạy xuống hoặc là từ dưới chạy lên, nó sẽ nhập chung lại, cái giọt dầu nó sẽ gặp cái này, nó gặp chung lại, cái nó chạy qua đây, nó dính chung lại và nó chứa cái giọt dầu với lại chứa cái bit ở trong chẩm luôn. Ok không? Hình dung được không? Ha, ở đây là cái bit nè, rồi đây là cái dầu nè cho nó chạy qua, rồi xong xuôi rồi làm sao đó cái oil chạy qua đây là nó chứa vô trong cái này, nó có cái bit và nó có cell ở trong chẩm luôn. Ok không? Được không? Thì cái này mình làm tự động được, còn cái này làm tự động không được. Ha, đó. Hình dung ra được không mọi người? Nhớ ha, mấy mốt mà người ta nói tới SmartSeq đúng không, hoặc là người ta nói tới 10x Chromium hoặc là InProp hoặc là Droplet, Dropseq gì đó ha, thì bên đây là high throughput làm tự động được, còn bên đây không làm tự động được ha. Nhưng mà bên đây nó có cái full length transcript ha, ưu điểm của nó là full length transcript ha, còn bên đây thì không có full length transcript, nó ở đầu 3 phẩy thôi hoặc ở đầu 5 phẩy, một trong hai cái đó. Bữa kia mình học RNA-seq rồi đúng không? Mình nhớ được là cái đầu 3 phẩy nó bị bias đúng không? Nó bias nhiều hơn, có nghĩa là nó có cái coverage nó cao hơn, nó bias sang cái đầu 3 phẩy tại vì là mình bắt cái poly T, nhớ không? Ha?
thì bên đây nó cũng sử dụng cái poly A, nó bắt cái poly A đó. Bởi vậy là cái đầu 3 phẩy nó chỉ tính được, nó chỉ giải ngay cái chỗ đầu 3 phẩy chỗ đó thôi. Nhớ nhớ cái bài mà của bác làm cái QC cho mọi người thấy á, đó, sử dụng cái QC sheet á, đó, để cho mọi người thấy được là cái đầu 3 phẩy nó bị bias trong cái poly A, sử dụng là cái kỹ thuật poly A cho cái bond analysis á, thì bên đây nó cũng như vậy. Có nghĩa là chỉ giải vô cái đầu 3 phẩy thôi, poly A thôi, còn cái đầu 5 phẩy nó không giải. Còn cái này thì nó giải hết luôn, full length luôn. Đó, được không? Thì dĩ nhiên là cái này là mình làm tự động được thì mình làm nhiều cell được. Đúng không? Chuyện này dễ hiểu rồi. Còn này tự không làm tự động được, mình chuẩn bị labor rất là nhiều đúng không? Mình có 100 người làm thì làm mỗi mỗi người làm một cell library có gì đó. Rồi. Vậy giờ hình dung ra được hai cái này chưa mọi người? Nhớ ha, cái này là cái quan trọng nhất á trong đây á. À, để cho người ta đi nói single cell rồi xong xuôi rồi mình không biết cái gì cái nào phân biệt có thì khó ha. Nhớ là một cái là nếu mà sử dụng phát sọt đúng không thì cho cái smart sheet này thì mình phải chuẩn bị cái library đó cho từng cái cell đúng không, đó là mình tách chiết DNA rồi mình làm đủ thứ hết cho từng cái cell. Còn bên đây thì không có, nó có giọt dầu nó chứa chung hết từng mỗi cái giọt dầu này nè, nó sẽ chứa một cái cell ở trong trọng ha. Đó thì nó cứ cho chạy qua cái máy vậy đó, cho chạy dầu qua đúng không, cho chạy cái bit qua là mỗi cái nó sẽ chứa mấy cái mình cần ha. Rồi cái này chỉ được đầu 3 phẩy, còn cái này được full length, nhớ vậy là được ha. Với lại không cần nhớ mấy cái tên khác đâu, bản thân tôi cũng vậy, tôi chỉ nhớ smart sheet đó là giải full length là manual đúng không, cái 10x chromium đó thì làm cho cái là tự động đó và chỉ làm ở đầu 3 phẩy được. Rồi, vậy nắm được không? Hello. Dạ rồi ạ. Rồi, nhớ vậy ha mọi người. Biết sao dạy xong rồi mà không nắm được cái cơ bản á, người ta hỏi không biết gì mắc công xấu hổ tu thêm. Ha? Chỉ cần nhớ cái cơ bản như vậy là ổn. Ha? Đó. Rồi. Rồi bây giờ ở đây có một cái bảng người ta so sánh sẵn. Đó. Thì giữa cái Smart Sheet nè với lại cái 10x chromium á. À, cái này là cái 10x chromium á, đặt cái tên dài của nó là 10x chromium ha. Đó, còn nếu không á, thì mình đọc chromium hoặc là mình đọc 10x cũng được. Đó thì đây người ta để chữ chromium còn tên 10x chromium. Thì là cái này là một công ty luôn mọi người. Đó cái công ty nó tên là 10x chromium, đó là nó tạo ra cái cách library đó. Thì đây là cái single cell đúng không? Cái này là sử dụng cái phát sọt nè, còn cái này sử dụng cái droplet nãy mình cũng thấy trên đó rồi. Đúng không? Đó, còn cái full length đó thì cái này yes, còn cái này là nó không có yes đâu mọi người ha. Ồ sorry, cái gene coverage á, thì cái này nó full length, còn cái này đâu ba phẩy, còn cái full length cDNA theo tổng hợp cái cDNA mà ngược lại thì cả hai yes đúng rồi, sorry mọi người. Rồi cả hai đều phải làm cái ba co hết đúng không, đó ba co cho cái RT rimer là cái ba co cho cái cell đó, và cái này cũng tương tự giống vậy. Đó. Cái này là pull cái before library. Tại cái này ở trên mình làm manual cho từng cái mà, bởi vì mình không có pull vô. Nhưng mà cái này thì có ha, DNA sequencing á, thì người ta tại vì người ta có cái ba co cho cái cell rồi người ta có cái ba co cho cái UMI nữa, bởi người ta pull vô được luôn ha. Có DNA sequencing giải luôn, tức tần tật hết. Nó chỉ có một library thôi. Còn đây á, thì là từng cell sẽ đi giải riêng đó ha, đi sequencing riêng đó. Rồi thì ở đây mọi người cũng biết rồi, mình ở đây chỉ được ít cell thôi à. Nó ví dụ như được 100 cell đúng không, ai mà nhiều tiền đó, thì làm 100 cell làm 100 cái library đó. Trời đất ơi, tôi hình dung cho không nổi sao mà có người cũng công nhận tiền bạc dữ dội. Thì còn đây thì có thể làm được 10 mũ 3 hơn 1.000 một tí đúng không, có nghĩa là 5.000 đó vậy đó. Thì về sau này những cái mà sau 2017 gì đó thì nó lên được nhiều hơn đó. Mà không biết, tôi không thấy người ta viết mấy cái bài review có so sánh kết quả của cái này với cái lại cái này không, tôi không có biết ha. Đó. Rồi. Bây giờ mình nhìn sâu vô trong cái droplet based sequencing là gì? Cái droplet based sequencing nó chính là cái kỹ thuật này nè, droplet của Chromium nè, ha, hoặc là của cái drop seq nè. Đó nó tương tự ba cái này nè. Drop-seq, in-drop, chromium, ba cái đứa này nè, tương tự. Là bây giờ mình đi sâu vô cái tương tự.
là đi sâu vô nó ha. Còn mấy cái khác mình không có quan tâm, tại vì cái bây giờ cái này cái đứa này nó nắm giữ thị trường đó. Ví dụ mọi người cũng biết rồi đúng không, nhưng mà có iPhone, có Samsung, có Sony đồ này kia, nhưng mà đâu có ai đi review mấy cái Sony hoặc là đi Samsung đúng không, chủ yếu thì người ta iPhone thôi. Không biết tôi nói vậy có xúc phạm những người sử dụng Samsung ở trong đây không, có ai sử dụng Samsung không? Em ba đời em sử dụng Samsung. Em không thích iPhone. Dạ. Vậy Lần nào thay máy em cũng là Samsung hết. à, sorry em nha, không có cố tình, ai ngờ em chọn đúng cái luôn. Nhưng mà tôi không có phải là fan của cái nào hết nha mọi người, tôi không có mấy cái đó, đối với tôi không có quan trọng đó. Nhưng mà ông cháu của tôi lúc trước ông ở bên Đức á, là ông giáo tôi là mỗi lần mà ông đi hội nghị bên Mỹ á, là ông dựa ông lựa cái thời gian mà cái iPhone nó ra đó, là ông chạy đi tới đó ông đứng ông chờ ông mua luôn mọi người, đúng cái ngày đó luôn đó, vậy đó. Trời đất quỷ thần ơi, có nghĩa là 12 giờ đêm là phải đi họ tới chỗ đó canh đó, để nó mở cửa, là vừa mở cửa là nhảy vô mua đó. Không hiểu làm sao có mấy người vậy. Cái này Không, tôi cũng phối không hợp phải là với fan Việt Nam. của kỹ thuật này đâu nha mọi người, không phải đâu, nhưng mà có một cái là trên thị trường nó có cái gì mạnh thì mình mới có data mình làm, tại vì mình data scientist mà đúng không. Đối với tôi thì là cái kiểu data khác nhau thì nó chỉ là cái hương vị thôi đúng không đó, chứ tôi không có quan trọng là cái nào. Nhưng mà cái hương vị đó thì nếu mà mình đã chuẩn bị rồi á, chẳng hạn như giờ bánh canh thì mình có thể nấu bánh phở, ví dụ phở đi đó, tại vì đây là nhiều người thích ăn phở. Ví dụ phở thì có phở gà, phở bò, phở heo, ví dụ vậy đúng không đó. Đối với tôi thì nó chỉ là hương vị thôi, cho tôi ăn phở là được, chứ tôi không quan trọng nó phở gà, phở heo, phở bò gì hết à, nó vậy đó. Bởi vậy là cái này nó cũng giống như vậy thôi à, miễn sao là mình đã thiết kế nguyên một cái chuỗi dây chuyền của mình, phân tích cái data đó đó. Thí dụ như giờ mình làm phở gà, mình đã đặt cái ong, cái chạy gà, cái gà rồi đúng không đó, rồi xong xuôi rồi mình đã đặt cái người làm gà, nhổ lông gà rồi đó, bây giờ cứ đưa bò tới cho mình sao mình làm được, hiểu không, hiểu hiểu ý tôi đúng không? Nguyên cái dây chuyền sản xuất của mình, là nguyên cái pipeline của tôi phân tích là cho cái 10x Romanium đó, mà giờ đưa cho tôi cái Smart Seed này thì tôi phải làm lại từ đầu nguyên cái dây chuyền, nguyên cái pipeline của tôi chứ gì nữa đúng không đó. Không phải là gì, nhưng mà tôi cũng đáng lẽ là trách nhiệm của tôi phải chuẩn bị hai cái, nhưng mà cái này nó ít lắm mọi người. Mọi người sọt lên mọi người sẽ thấy được là mình chuẩn bị xong rồi cũng chả bao giờ có bao giờ sử dụng hết, tại nó ít nó vậy đó. Rồi bây giờ mình nhìn kỹ vô trong một cái giọt dầu ha, trong giọt dầu đó là mình bắt được cái cell ha, mình bắt được cái cell rồi xong xuôi rồi có cái bit ở đây đó. Cái bit của đây thì nó bao gồm là nó gắn lên trên là cái nguyên cái ba co, nguyên cái đống thứ, là nó có là cái PCR primer handle nè ha, rồi cái cell ba co nè, rồi cái UMI nè ha. Thì ở đây cái gắn nguyên cái này nè thì nó sẽ gắn cái này vô trong cái cell này đó. Mấy cái đống này nè nó sẽ ly giải cái tế bào ra đó. Khi mà cái cell mà có nghĩa là cái giọt dầu này nó sẽ có trách nhiệm là như là một cái phòng để tách chiết cái MR này đó ha. Là bây giờ ở trong đây nó sẽ, trong cái giọt dầu nó chứa cái cell lysis, có nghĩa là nó sẽ phá hủy cái thành tế bào của cái cell ra, xong xuôi rồi cái MR này trong đây đó, nó phân giải ra, nó đem ra môi trường, xong rồi ở đây nó sẽ dính vô, nó sẽ gắn vô trong cái ba co, gắn vô trong cái UMI, gắn vô trong cái PCR handle, nó gắn dính vào đó. Và dĩ nhiên là ở đây là mình nhớ là cái bài MR của mình đúng không, thì đây nó chỉ bắt những cái poly A thôi, là có nghĩa là poly T thôi đó ha. Đó nó sẽ bắt những cái đó vào, thì trong đây mình sẽ có được nguyên cái library của cái mình, nguyên cái MR này, library của mình cho cái cell này, ok không, được không? Giờ hình dung được cái nguyên tắc của cái single cell làm sao để làm được chưa, một cái single cell chưa. Dĩ nhiên là ở đây tôi không có làm sao biết được là nó phá, mọi người mà hỏi tôi là cái cell lysis này là nó chứa cái chất gì để nó phá thành tế bào đúng không, rồi nó tạo ra chỉ chứa được cái mRNA mà nó không có chứa những cái DNA hoặc là những cái
ribosome RNA hoặc là tRNA hoặc là những cái protein đồ này kia đó, thì ông hỏi tôi là không phải, đã hỏi ngữ thì phải hỏi mấy người làm wet lab đó. Chứ tôi không biết là trong cái cell lysis buffer này nó chứa cái gì để nó có thể làm mấy cái đó được ha. Ở đây tôi chỉ trình bày nguyên tắc thôi ha, chứ mà hỏi tôi về wet lab cái đó thì tôi chịu. Ok không, được không? Dạ được ạ. Ừ rồi, như vậy là mình có nguyên cái library này rồi đúng không, thì mình đi sequencing đó ha, có nguyên cái library này. Dĩ nhiên là mình có cái ba co này rồi, thì mỗi một cái ba co này nó sẽ tương ứng với lại cái cell đó, thì mình đem đi sequencing rồi xong xuôi mình cái ba co này là thực chất là gì, nó là một cái trình tự đó mọi người. Cái ba co này thực chất là trình tự, một lát mọi người xuống sẽ thấy được. Không, ở đây mà mọi người cũng nhìn thấy nè đúng không, trong đây là TDT rồi nó bắt vô chỗ này, thì ở đây là cái ba co này nó là một cái trình tự á. Ví dụ trình tự cái cell này mình có trình tự là mình biết trước ngay chỗ đứng của cái giọt dầu này đúng không, và mình đánh dấu nó là TATATACCGG ví dụ vậy đó. Còn cái này nó là cái trình tự gì đó, thì lúc mà mình kéo nó ra, mình sequencing xong rồi đó, thì mình kéo những cái trình tự nào mà nó có cái ba con này thì nó là thuộc về cái cell đó, được không mọi người ha. Không có gì hết, không có gì đặc biệt hết, chứ hỏi tôi ba con là cái gì thì tôi trả lời là ba con là một cái trình tự ha. Rồi thì khi mình sequencing ra thì cái trình tự đó mình sẽ biết được nó là cái gì. Rồi rồi thì đây, trong đây thì một lần lần nữa thì cũng cho mình thấy được là cái bit cộng với ba co rimer đổ này kia đúng không, thì người ta vẽ ra cụ thể. Thì ở trong đây một cái droplet cuối cùng nó sẽ chứa là cái cell nè đúng không, cái mRNA của cái cell á, rồi cái rimer nè, rồi những cái chất cho cái cell lysis với lại cái RT đúng không, cái reverse transcriptase ha, đó nó xảy ra như vậy là nguyên cái droplet này nè đó. Sau khi nó đi qua ha, cái cell mình bỏ vô đây, rồi ở trong đây là mình có cái bit, rồi trong đây là có giọt dầu đúng không, đi qua chỗ này nó cho giọt dầu qua, thì xong xuôi trong giọt dầu nó chứa hai cái này. Một lần nữa chỉ lặp lại thôi, thì cái ba co của mình có đây có ba màu, không biết là có ai có bị không thấy phân biệt được màu không. Ở đây là màu hơn nâu đúng không, đây là rất nâu và màu xanh, có ba màu đó. Thì một lát sẽ xuống dưới là trong cái ba co của mình có ba thứ ba màu. Thì tôi tìm cái phim á, thì tôi không thấy có cái phim nào mà nó rõ ràng hết mọi người ha. Thì không biết ai mà hồi lúc trước ở trong lab á, chị Fatima đó có nhiều phim lắm, mỗi lần chị báo cáo là chỉ cho coi mấy cái phim mà chỉ để từng cái cell cho nó chạy qua đó, nhưng mà tôi tìm ở trên YouTube tôi chưa có thấy cái nào có rõ ràng hết. Có mấy cái nhưng mà nó không có rõ ràng, nó nhìn nó không thấy cái nào là cái cell, cái nào là cái ba con, nó không có rõ ràng ha. Đó thì mọi người nếu mà ai mà tìm được thì share cho mọi người ở đây để cho người ta dễ hình dung ra được ha. Thì cái này là cái của cái Chromium 10X á, thì nó sẽ có cái rất là đặc trưng cho nó riêng ha. Rồi thì cái ba cơ capture này thực chất là cũng giống như ở trên thì đó, nhưng mà người ta đây cụ thể hóa cái điều kiện của nó là gì ha. Đối với mình không cần phải biết cụ thể nó làm gì đâu mọi người ha. Rồi ở đây là cái mà mình phải quan tâm tới đó, mình phải hình dung ra được. Thì nãy mình nói đó, cái polytail T này nè đó, cái poly poly T này nè đó, là cho từng cái cDNA của từng cái gene đúng không. Thì đây mình có mình capture nó lại bằng cái bằng cái oligo T này ha. Là cái phần này thì mọi người đã học bên cái bài bơn anasit rồi. Rồi xong xuôi rồi kế tiếp là cái UMI. Cái UMI này nó sẽ đặc trưng cho cái transcript của mình. Mỗi một cái transcript nó sẽ có một cái UMI của nó ha, một cái trình tự nó đặc trưng cho cái transcript đó. Rồi kế tiếp nữa là cái bytecode cho cái cell. Thì mọi người cũng biết rồi, cái transcript của mình á, thì mình có 4 mũ 8 là cỡ bao nhiêu? Mọi người thử tính được coi. Có ai có thể tính giùm tôi 4 mũ 8 là bao nhiêu không? Hello, ủa mọi người có bị rớt không nhỉ? 65.536 thầy. Ờ, 65.000 đúng không? Mà gene của mình á, trong cái ensemble, cái GTF file mình có bao nhiêu gene? Mình có cỡ phân nửa cái gene thôi, đúng không? Mình có cỡ phân nửa cái gene thôi.
Ủa, cái transcript của mình á, mình có cỡ là 30.000 transcript cỡ đó. Đúng không? Như vậy là cái này nó có gấp đôi cái số mà mình cần rồi. Được không? Hả? Rồi, là cái này là lý do tại sao người ta để 4 mũ 8, đúng không đó? Rồi còn 4 mũ 12 là cái số cell, cái ba con là số cell. Có nghĩa là mình có thể có nhiều cell. Hồi nãy trên đó là người ta nói có thể lên 100k. Đó cũng được, nhưng mà 4 mũ 12 là nó hơn 100k rồi mọi người, hơn rất nhiều luôn. Đúng không? Có nghĩa là cái này là cái ba con nè. Mỗi một cái trình tự này là một cái ba con. Đúng không? Tại vì ở đây có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Có 12 cái nucleotide mà mỗi một cái vị trí mình có 4. Đúng không? Vậy 4 mũ 12. Được không? Như vậy là mỗi một cái trình tự 12 nu này nó là một cái ba con đặc trưng cho cái cell đó. Đúng không? Đó. Còn cái này ở đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 thì 4 mũ 8, có nghĩa là mỗi một cái chữ T ở đây nó có thể là T, nó có thể C, nó có thể là A, nó có thể J, đúng không? Thì là 4 mũ 8. Đó. Như vậy là ở đây chỉ cần 8 nucleotide thôi. Đó là đặc trưng cho cái transcript. Ha, nhớ nha. Là UMI thì đặc trưng cho cái transcript. Đó. Còn cái ba co thì đặc trưng cho cái cell. Ha. Còn cái alumina adapter thì sau khi mình sequencing rồi đó thì mình bỏ cái adapter vô thì cái bỏ vô trong cái máy alumina sequencer được, đúng không? Còn cái poly T thì để mình capture cái poly A mRNA, đúng không? Thì nguyên một cái bộ này thì nó là cái đóng, là cái miếng này nè, là cái miếng này mình gắn ở trên cái giọt ở gắn ở trên cái bit đó, để cái bit này nó bỏ vô chung cái giọt dầu, đúng không? Ngoài ra trong cái đóng này nó còn có enzyme buffer ly giải đồ này kia nữa nha mọi người ha. Nhưng mà tôi không có nói đó tại tôi không có biết nhiều về cái đó. Với lại là mình phân tích bioinformatics thì mình cần cái này nè, để mình hiểu cái này nè, mình mới phân tích được. Được không? Tới đây nắm được không mọi người? Dạ được ạ. Rồi. Ha, nhớ nha. Poly cái này mình đã biết rồi từ bài analysis, nhưng mà mình muốn capture nó thì mình phải bắt nó. Đó. Rồi xong xuôi rồi, cái thứ hai là UMI. Là bây giờ mỗi một cái transcript nó sẽ có một cái đặc trưng. Nếu mà cái transcript đó mà do cái PCA của mình á, mình duplicate nó lên, do PCA duplicate lên á, thì cái ba co của cái UMI này nó cũng duplicate lên. Đúng không? Đó, mình sẽ biết được là cái gene của cái transcript đó là nó có sẵn ở trong đó, nó có hai cái transcript giống nhau hay là nó do mình làm cái PCR amplification lên. Đó, ha. Thì cái trong cái UMI này nó cho mình biết. Đó. Còn cái ba co này thì là trong cái cell nó sẽ mỗi một cái cell nó sẽ tương ứng với một cái ba co. Tại vì lúc mà mình sequencing á, thì người ta hồi nãy là mình đã nói là mình pool nó lại mà. Đúng không? Nó có nhiều cái cell khác nhau thì mình đổ chung vô mình đem sequencing. Thì mình có cái trình tự này mình sẽ biết được những cái transcript nào mà nó có cái trình tự này thì mình biết được là nó thuộc cái cell này. Ha, hình dung ra được không? Nó hơi khó một tí xíu. Mọi người tự nhẩm lại tí xíu đi mọi người, nhẩm lại tí xíu. Rồi. Nếu mà không có gì hết tôi đi tiếp ha mọi người ha. Rồi. Thì đây thì muốn so sánh được cái bun anisic đúng không? Khác với lại cái của cái single cell nào như thế nào, đúng không? Đó. Thì nó cũng y y hệt thôi, chứ không có gì cái phần mà library prep ở đây. Đó. Nó cũng không có khác nhau mấy, chỉ có cái phần đây là mình phải searing cái ATEL rồi ligation với lại cái SEPCA đồ này kia. Thì nói thiệt là tôi cũng không có rành là làm sao mà người ta có thể chạy được cái RT-PCR trong một cái nguyên cái đống nó như vậy á. Đó, đối với tôi thấy nó hỗn độn nhiều thứ á, tại vì mấy cái ba con này nó cũng dài lắm, mọi người cũng thấy là ở đây nó cộng lại nó cũng dài lắm chứ không phải ngắn đâu ha. Ở đây thí dụ như poly A ở đây 1 2 3 4 5 6, ví dụ ở đây thì 6 cái, rồi ở đây 8 cái, rồi ở đây 12 cái, nó cũng dài lắm á. Nó lẫn lộn đủ thứ trong đây hết á. Thì họ biết người ta làm library prep thì nó có dễ hay không thì tôi chưa có biết như thế nào ha. Đó, thường thì người ta fail qua cái bước này á, đối với những người mà technician đó mà không có được training kỹ á, thường fail cái bước này dữ lắm. Tại vì bạn của tôi Uyên á, nó làm cái bước này nè, nó nói tôi vậy đó. Ừ. Rồi.
Xong rồi bây giờ mình mới nghĩ tới cái chuyện là ví dụ như Hiệp thì sẽ làm liên quan cái single cell đúng không? Thì Hiệp sẽ nghĩ tới chuyện là bây giờ mình nên chọn cái phương pháp nào, đúng không? Đó thì mình dựa trên cái sơ đồ này, đúng không? Thí dụ như là mình muốn characterize một cái transistor mà nó ít cell thôi à, nó ít cell, giống như là những cái bệnh về tự miễn đó, những cái bệnh về tự miễn mà người biết là nguyên cái đống cell trong chổng nó không gây ra cái gì hết, chỉ có một hai cell thôi là nó có thể gây ra được cái bệnh đó luôn đó. Rất nhiều bệnh tự miễn vậy, tại vì trong trong Garvin là có người ta nghiên cứu về bệnh tự miễn, bởi cái đó là tôi biết nó ít cell lắm mọi người, mà nó chỉ có một hai cái cell thôi, nó có tạo thành một cái clone mà cái clone nó có thể gây bệnh được đó. Thì ví dụ như ít cell như vậy thì là cái number of cell có vấn đề đúng không, low number of cell đó, thì người ta sẽ đi theo cái hướng cái đường màu cam này đó, màu cam vàng này nó gì đó. Rồi xong xuôi cái cell isolation thì người ta sẽ chọn cái micropipetting, có nghĩa là manual, tại ít cell mà đúng không đó. Xong xuôi rồi người ta giải full lan, tại ít cell thì giải full lan chứ chứ mắc mớ gì mà giải đầu 3 phẩy như là romium đúng không đó. Rồi khi mà giải full lan thì người ta giải hai correct để người ta, tại cũng ít cell mà đâu có tốn nhiều tiền để giải hai correct đâu, được không ha. Thì người ta dựa trên cái sơ đồ này để người ta đưa ra những cái lựa chọn nào cho nó phù hợp đó ha. Thì đây thì mọi người cũng biết rồi đó, không mình muốn nghiên cứu là mình chỉ muốn làm cái differential expression thôi giữa cái ung thư mà của cái epithelial hay là một cái gì đó ở trên cái nãy mình thấy cho ví dụ đó. Thì bây giờ tôi làm cái hai number of cell đúng không, tôi làm phát sọt ví dụ vậy đó, thì tôi làm giải ở đầu ba đầu rotocon là ở đầu 3,5 phẩy, như sử dụng cái 10x romium thì nó ở đầu 3 phẩy đúng không, có gắn UMI vào đúng không, giải không cần phải hai covalent low covalent rồi được rồi, nhưng mà được cái số cell nó nhiều đúng không đó. Thì đây là cái cách mà người ta đưa ra cái hướng để mình chọn sao cho nó phù hợp cho cái thí nghiệm với lại cái câu hỏi mình muốn trả lời trong cái phần sinh học của mình ha. Rồi bây giờ nếu mà một cái ideal có nghĩa là một cái optimum á, một cái mà tốt nhất á, là sẽ như thế nào đúng không, thì đây người ta một lần nữa người ta cũng muốn so sánh lại giữa cái Smart 6-2 với lại cái 10x Chromium là hai cái đại diện đúng không, cho hai cái phương pháp là cái này là full length của cái transcript, còn cái này chỉ được cái đầu 3 phẩy thôi ha. Thì sẽ liên quan tới là hồi nãy cũng nói đúng không, cái số cell nè đó, rồi cái size của nó, rồi cái state của nó đúng không đó, cái type của nó là gì đó, rồi xong xuôi rồi á, người ta cũng liên quan tới cái số cell, rồi cái state của nó capture được bao nhiêu đúng không đó. Tại vì cái này mình làm manual mình capture nó 100% đúng không, còn cái này thì không không chắc đó. Rồi xong cái sensitivity của nó đúng không đó, sensitivity của nó là mình giải nhiều read đó, nhưng mà tôi không biết làm sao trong cái Smart Sequencing này đây nó để màu đỏ, cái này màu đỏ thì đúng đúng không đó, còn cái này không biết tại sao để màu đỏ, tại mình ít cell mà mắc mới gì màu đỏ đó. Rồi xong xuôi rồi chẳng hạn như là cái full length thì cái này là ok này đúng không đó. Rồi cái assign cái correct á, thì cái này ít cell cũng cũng là ok nè đó. Rồi cái core code á, thì cái này là manual mà thì này không ok, còn cái này thì ok đó vậy đó. Rồi open source cái này cũng ok, còn cái này là của công ty 10x Chromium bởi nó không có open source mọi người ha. Đó và cái này thì dễ sử dụng, cả hai chắc là cũng không dễ sử dụng đâu. Cái 10x Chromium này phải có cái máy riêng của nó nữa mọi người ha, cái phải có cái máy riêng của nó nữa. Rồi thì cái này là đọc để cho mọi người biết được là mình nên chọn cái nào, nó sẽ thuộc về cái phần là design experiment đó ha. Lúc mà mình thiết kế thí nghiệm đồ này kia đồ thì mình phải đọc cái này nè đó, mấy cái này á, coi mình có cái nào và không có cái nào, mình sẽ chọn cái nào cho nó phù hợp ha. Thật chất ra mọi người sẽ không có làm cái phần 10x Romium này đâu, hoặc là mình làm Maxic này đâu, mà có nghĩa là mình chỉ cần chuẩn bị được cái cell là mình gỡ cho người ta, của người ta làm cho mình, chứ mình sẽ không có bỏ công ra mà làm đâu, tại vì cái dịch vụ nó đã tốt rồi đó. Mình chỉ cần hiểu được, mình trả lời những câu hỏi này nè, chỗ này nè đó, để mình chọn cái phương pháp đó cho mình, rồi xong xuôi mình chuẩn bị mẫu mình gửi đi cho người ta làm cho mình đó.
mà mình gỡ đi rồi xong xuôi người ta phải đếm sale, người ta coi đủ thứ trong phần này cho mình nè, rồi bắt đầu người ta mới nói là có làm được cho mình hay không. Đó, các bạn Uyên của tôi á, là làm ở chỗ cái facility của Gavin đó, chuyên về sequencing á, thì bạn đó sẽ làm hai cái bước này nè cho mình đó, xong xuôi rồi á, mới coi thử coi là cái sale nó có đủ để làm hay không. Đó, không đủ thì sẽ kêu mình thêm sale hay là sao đó ha. Bởi vì là mình sẽ không có làm hết mấy cái bước này đâu, bởi vì yên tâm đi, quan trọng là mình biết trả lời những câu hỏi này nè, trả lời những câu hỏi này nè để mình biết coi mình đi cái hướng như thế nào đó. Tại chuyên môn của mình đâu phải là cái làm mấy cái chuyện đó, có người ta rành rồi thì để cho người ta làm, người ta trả kết quả gì cho mình thôi, mình chuẩn bị cái sample cho người ta là được. Nói vậy đó, quan điểm của tôi là vậy. Còn Hạnh thì Hạnh cái gì cũng muốn biết, cái gì cũng muốn làm đó, tôi biết được Hạnh sẽ như vậy đó. Nhưng mà đa đoan quá rốt cuộc thì mình không được cái gì hết đó, cái gì mình cũng muốn biết hết đúng không, rốt cuộc mình không biết cái gì hết, nó vậy đó mọi người. Ừ. Rồi bây giờ mình mới vô trong làm một cái đồ set như thế nào đúng không. Bữa nay tôi sẽ nói tới cái phần nguyên cái review này thôi, tôi sẽ không nói hết đâu, tại vì nói đau cổ họng quá mà cũng thấy cái bài này nó dài lắm mọi người, đâu có nói hết một buổi là hết được. Rồi bây giờ mình cái fast skill file đúng không, đó cái phần mà nguyên cái upstream analyst này á, mình đã học nó sẽ y hệt như bên cái phần mà của cái analyst rồi đó. Có nghĩa là có cái read thì mình cũng coi QC của cái read đó như thế nào đúng không, nhưng mà mình không có remove mấy cái ba co ở trên được, không có remove cái mình có thể remove cái adapter nhưng mà mình không có remove mấy cái ba co được ha, tại cái ba co đó cho mình biết cái cell đổ này kia mà mình đâu có remove được đúng không. Đó, mình cũng làm cái alignment rồi xong mình cũng deduplication rồi mình cũng còn cái unit rồi xong xuôi mình quantify nó, mình đếm đó đúng không, mình đếm từ cái transcript đó coi nó có bao nhiêu ở trên từng cái đầu ba phẩy nếu mình làm cái 10x đúng không. Đó, mình đếm đầu ba phẩy rồi xong xuôi mình có cái là cái cell là cái cột, mọi người nhìn thấy không ha, cái cell là cái cột, còn cái gene nó là cái hàng đó. Xong xôi mình làm cái filter thì một lát tôi sẽ nói tới cái phần filter ha cho mọi người. Và mình đây mình làm sau khi mình filter rồi thì cộng với lại cái data mình có đây nè, mình sẽ làm cái normalization nó lên. Rồi xong xuôi rồi mình có thể làm cái chuyện là clustering, cái mà nãy mọi người thấy đó, sử dụng cái UMAP hoặc là TSNI hoặc là cái PCA đúng không, để mình làm clustering, mình visualize nó lên, classification, rồi làm cái cell trajectory hay là cái pseudo time ví dụ vậy đúng không. Đó, và cái downstream nữa là cái làm cái differential expression gene hoặc là các gene set analysis, cái mình thường thấy bên kia đó. Thì nó cái phần này mình sẽ không có đi sâu vào ha, tại vì là bên cái phần bân analysis nó làm tương đối là giống. Bây giờ mình chỉ đi sâu vô trong cái chỗ này ha, cái chỗ filtering này, cái bước số 2 này. Rồi bây giờ để cho mọi người thấy cái fast skill file nó sẽ như thế nào đúng không. Thì lúc trước á, mình học bên fast skill file mà bên cái bân analysis á, thì mình chỉ có là cái B5 nè, cái B7 nè đúng không. Đó, với lại cái màu xám này nè, với lại cái phần trình tự của mình là cái màu đen nè, read 2 nè, read 1 nè. Đó là bên cái bân analysis, chứ mình không có một cái đống thứ này đúng không, cái đống thứ này nó đã được loại bỏ, không không phải nó không có cái 10x ba co, nó cũng không có cái UMI, còn cái poly A poly T đã được loại bỏ rồi ha, thì là mình không tính. Đó thì bên kia mình chỉ có là B5 là cái adapter nè, B7 là cái adapter nè, rồi xong xuôi cái read 2 nè, cái read 1 nè, là bên kia của cái fast queue file của mình. Thì cái này nguyên cái đống này nè nó sẽ nằm ở trong cái fast queue R1, còn cái đống này nè nó sẽ nằm ở trong cái fast queue R2. Đó thì mình cũng làm remove cái adapter đi đúng không, B5 B7 đi. Đó, xong xuôi rồi bắt đầu mình trim cái low quality đi đúng không. Còn bây giờ thì mình lại có thêm nữa là cái cell ba co ở đây nè, đó có cái GMI nữa nè đúng không. Đó rồi xong xuôi ở bên đây là nó cũng có tương tự giống vậy đúng không. Đó, nhưng mà mình chỉ giải ở cái đầu ba phẩy thôi, đối với lại cái này là cái 10x của cái 10x ba co ha. Đó rồi, thì sau khi mà mình giải mình reroll set, mình trimming cái low quality đổ này kia rồi đó, thì mình được cái fast qua đó, mình làm cái alignment mapping đó, mapping nó xong bắt đầu mình mới counting nó đúng không. Ví dụ như giờ cell 1
Thì làm sao mình biết cell 1? Tại cell 1 nó có cái ba con màu đỏ, có cái trình tự ba con này đúng không? Những cái nào mà thuộc về cái cell 1 nó sẽ có cùng cái ba con này hết, thì mình dồn nó lại vô trong một chỗ, đúng không? Và cái ba con đó nó có UMI nào thì nó thuộc với transcript nào, đúng không? Mình sẽ dồn nó lại chung với nhau dựa trên cái nguyên tắc đó, đúng không? Đó, theo cell 2 thì nó sẽ có cái ba con màu xanh, ví dụ vậy đó, màu xanh da trời, rồi màu xanh lá cây, rồi như này đó, thì mình sẽ có cả ngàn cell đó, và mỗi cái nó sẽ có tương ứng cái từng transcript đó ha. Thì đây mình sẽ có là hàng thì nó sẽ là gene, đúng không? Cột nó sẽ là cell, nhớ trong đầu nha, nhìn cái hình này và nhớ luôn trong đầu ha. Hàng nó sẽ là gene, cột nó là cell. Ở bên kia của mình, nó lúc bài cũ của mình, nó cột nó là sample, đúng không? Thì sample nó gồm có nhiều cell, thì bên kia mình mapping từ bên analysis qua bên single cell thì là cái cột nó cũng là cell vậy thôi ha. Rồi mỗi cái unit UMI này nè, nó sẽ đặc trưng cho từng cái transcript hay là đặc trưng cho từng cái gene ở trong mỗi một cái cell, nhớ ha. Đó có nghĩa là nếu mà mình có hai cái trình tự UMI mà giống nhau á, có nghĩa là cái gene đó mình duplication trong cái quá trình PCR của mình xảy ra, đúng không? Đó thì mình có cái UMI nó gì đó. Rồi thì đây mình sẽ thấy được là cái UMI của mình, đúng không, cái read của mình nó mapping vô, nhưng mà ở đây hai cái màu tím nè là hai cái UMI này có giống cái UMI màu tím nè, đúng không? Làm sao? Là tại vì sao? Tại vì là cái PCR nó duplicate lên, đúng không? Thì mình remove cái duplicate ra, mình chỉ còn một cái màu tím thôi. Ok không? Được không? Ha. Rồi. Là cái amplify bias đó, là cái PCR của mình đó, ha, cái bước mà mình amplify nó lên đó. Chỉ keep một cái UMI thôi, ha. Rồi. Xong rồi, đây là cái software mà mọi người đều thường sử dụng hết. Hoặc là cái Star Solo bây giờ nó có riêng ra, hoặc là cái Cell Ranger, một trong hai cái ha. Đó, mình có thể sử dụng cái nào cũng được. Tại cái Cell Ranger này là cái của cái 10X đó, thì nó cũng để miễn phí nữa mọi người, chứ nó không, nó open source chứ nó không có phải là bắt mình trả tiền đâu cái Cell Ranger này. Nhưng mà có một số cái mà nó link với lại cái máy, trong cái máy của nó có một số cái link vô á, thì cái đó mình phải trả tiền bản quyền. Nhưng mà những cái mà command line á, thì hầu như là không cần, không có giao diện gì hết thì không có trả tiền ha. Cái ta solo này thì free hoàn toàn ha. Thì đây đó, cái pipeline nó là gì? Có read 1, read 2 đúng không? Xong xuôi read 1 á, thì làm cái core cell 3 core. Có nghĩa là mình đã có, khi mà nó bán cho mình cái 10X á, nó bán cho mình thì nó có sẵn cái list 3 core của nó rồi. Mình map cái 3 core lên đó, để mình biết được cái ba con đó nó liên quan tới cái nào, cái ID nào trong của nó, đó không? Đó, rồi xong xuôi mình map lên trên genome, rồi mình làm overlap với gene, rồi xong xuôi rồi mình remove cái duplication của cái UMI đi, đúng không? Xong xuôi mình có cái counting của cái cell với cái gene trên một cái ma trận hồi nãy mình thấy đó. Còn cái này tôi không thấy slicing, tôi không thấy ok ha. Bởi vì là ai muốn sử dụng thì sử dụng, tại vì cái read này mình giải ngắn mà đầu 3 phẩy mà sao mình thấy được cái mấy cái slicing này, tôi không tin cái này lắm ha. Đó, ai muốn xem thì mình xem thêm, nó có nhưng mà tôi không thấy ai chạy á. Ừ. Rồi. Rồi, thì bây giờ cái trong cái phần mà rosette cái raw read này á, thì nó là một cái phần bài tập ha, nó là một cái phần bài tập ở trong của cái như vậy tôi đau cổ họng quá, bây giờ nhờ Xuân em nói cái phần bài tập được không em? Chờ tôi nói thứ một tiếng mấy rồi. Dạ được thầy. Ừ. Dạ.